hồi thứ 17, hòa thân xử án, công minh nửa vời, hữu bức tưởng chết rồi, nay sống lại, ngục tử hình, tiếp bình như mang tội, tướng phủ đèn hoa, mừng thọ, tiệc vui, hôm đó, trong tướng phủ, hòa thân bày tiệc lớn, thết đái đồng liêu. trên dưới, khắp nơi trong tướng phủ đều treo đèn, kết hoa. Thọ đường được thiết lập tại đại sảnh của hòa phủ, chính giữa đại sảnh đặt một bức tượng ông thọ, xung quanh đèn nến, lò hương tỏa khói sực nước hương thơm. A hoàn, đầy tớ từng đoàn từng lũ, bưng bê nhũng món sơn hào hải vị, đưa đến từng bàn. Khách khứa rầm rập tiến vào, theo gót nhau mà tới. Có người dâng mã não, có người biếu chân châu xếp thành chữ, thọ, có người khanh từng xúc lụa là gấm vóc. Hòa thân mặc một bộ quần áo mới, nét mặt tươi cười hớn hở, đón tiếp tân khách. Đón chào khách mới, liên tục đáp lễ cùng với những lời, không dám gia nhân hòa thân cũng bận tiếu tít, còn hòa thân nụ cười tươi nở, gần như không kịp khép miệng lại. Lưu Dung cũng tới dự, văn thừa và tưởng kỳ khênh một vật trên phủ lụa. Lưu Dung không cho phép ai đó mở ra, hòa thân cũng không hỏi cái gì, chỉ nói Lưu Đại Nhân Quang Lâm, hòa tôi thực không xứng, xin mời, xin mời, khi thấy khách khứa đến cũng đã khá đủ đầy, hòa thân đưa mắt một cái, yến tiệc liền bắt đầu. Lập tức tiếng người huyên náo hẳn lên, thi cốc đấu rượu ầm ầm. Lưu Dung lẳng lặng chẳng nói gì, cũng không ứng thủ với ai, chỉ vùi đầu vào ăn, uống. Bỗng nhiên, chú y viên tiến vào, nói to với hòa thân, bẩm hòa đại nhân, có đoàn dân chúng tới mừng thọ. Hòa thân sớm đã biết đó là chuyện gì, liền đáp, mời vào, mời vào, đó là Tống hữu Bạch đưa giả lưu, cùng một số người hàng xóm, đến biếu hòa thân chiếc, tán vạn dân, để cảm ơn việc đã lật ngược vụ án Tống hữu Bạch làm rõ đến từng chân tơ kẽ tóc tống hiễu bạch bước lên nói tiểu sinh xin cảm tạ hòa đại nhân đã làm rõ đến chân tơ kẽ tóc công minh phá án tiểu sinh thực đã được sống lại từ trong cõi chết thực là cảm ơn bất tận hòa thân vui vẻ khà khà nói đâu có đâu có đó là đức vạn tuế thương xót dân tình nói đi nói lại một hồi với những lời khiêm tốn có điều không hề nhắc một chữ tới lưu dung tống hiễu bạch quay người vẫy tay gọi người tiến lên. Lập tức có hai người khênh lên một bức hoành phi, Tống Hữu Bạch chạy lại, nhấc tấm lụa hồng điều phủ ở nên ra. Trên bức hoành có bốn chữ, tần kính cao huyền, gương tần treo cao. Mọi người thấy, đều nắc nỏm khen, sau khi đã trao tặng lễ vật xong, Tống Hữu Bạch dẫn cả đoàn người lui ra ngoài. Khi đó già Lưu bỗng túng lấy Tống Hữu Bạch nói kia là Ngài Lưu Dung, Lưu Đại Nhân, nếu như không có Ngài thấu hiểu cho nỗi oan uổng của anh, tâu trình lên với hoàng thượng, thì đâu anh có được ngày hôm nay. Tống Hiễu Bạch cũng sớm biết được tác động của Lưu Dung, nên đã chạy ngay lại nói, xin cảm tạ ơn cứu mạng của Lưu Đại Nhân, nói xong, cúi xuống, lễ mấy lễ liền. Lưu Dung vội vã nâng Tống Hiễu Bạch dậy, nhìn nhìn anh, thấy anh rõ ràng là một người tuấn tú tài hoa, nên nói, cuộc thi mùa thu đã tới gần, công tử hãy gắng công đèn sách, sớm ngày trúng cử những điều đó đã nói đúng vào tâm khảm của Tống Hữu Bạch nghe mà hời lòng hời dạ, lại cúi người lễ tạ. Lưu Dung vội vã ngăn lại, Tống Hữu Bạch dùng rằng mãi mới đi được. Chúng kiến cảnh ấy, hòa thân chỉ biết bĩu môi, mà chẳng dám nói gì, và hết sức khẩn khoản mời mọc mọi người ăn, uống. Những con người đó cũng đã người này câu này, người kia câu khác, tán tụng, tầng bốc hòa thân, làm cho hòa thân như bay bổng lên tận trời xanh bỗng từ ngoài cửa có tiếng hô vang đức vạn tuế giáng lâm hỏa thân chợt nghe mà giật mình mọi người cũng lập tức câm miệng hến lưu dung cũng thấy trong lòng lặng đi ngay sau đó đã thấy các quan thái giám đứng làm hai hàng vua cản long ăn mặc thường phục bước vào hòa phù hòa an líu díu ba bước dồn thành hai bước vội vàng quỳ xuống nô tài chậm trễ tới nghênh giá thật là có tội có tội vua cản long nói đứng dậy đi hòa thân đúng dậy nói tiếp đức vạn tuế giáng lâm, thực là nhà tranh được soi sáng. Nô tài thực tình không dám, không dám, vua Cản Long nói, hôm nay là ngày vui mừng của nhà ngươi, văn vỏ bá quan đều ở đây. Chấm làm sao lại không tới cho được, nói xong liền cười lớn, hòa thân nói, tạ ơn đức vạn tuế, tạ ơn đức vạn tuế, vua Cản Long ngồi xuống, nói, ta ban cho người ngọc như ý đây, hòa thân xì sụp bái lầy sung sướng đến phát khóc lên được. Các đại thần đều hết lời chúc tụng, vua Cản Long đưa mắt, nhìn thấy, bên cạnh đó dưỡng chiếc, tán vạn dân, và một bức hoành phi, tần kính cao quyền, hỏi, hỏa ái khanh, nhũng vật này từ đâu đưa đến biếu đây? Hỏa thân đem việc tống hữu bạch đem biếu bức hoành, nói lại tất cả. Vua Cản Long bèn nói, trong vụ án này, hỏa ái khanh xét xử giỏi lắm. Mọi người lại cùng phụ họa theo, vua Cản Long lại nói, chư vị khanh từ nay về sau phải quan tâm tới dân tình, thương xót bách tính. Các quần thần đều hô lời dạy dỗ của Đức Vạn Tuế, thật sáng suốt. Càn Long lại nói, hôm nay là ngày mừng thọ của Khanh, nên chư vị ái Khanh ở đây không nên gò bó. Cứ ăn uống vui vẻ như cũ đi. lưu Dung thấy việc ăn uống cũng đã hỏng hòm, bèn đứng lên nói, hoa đại nhân, còn tôi vẫn chưa dâng lễ vật đây. Hôm nay tôi cũng có một món lễ bạc, xin hòa đại nhân đừng chê, cười. Nói xong, liền bảo văn thừa khanh lễ vật tới, lưu dung chỉ vào món lễ vật nói, đây là một bức hoành phi, xin mời xem, nói xong, ông đi tới, nhấc tấm lụa điều phủ bên trên ra. Từ hòa thân đến vua Càn Long và cả các quan đại thần đều dài cổ ra nhìn. Nhưng chỉ nhìn thấy bốn chữ sơn son thiếp vàng lớn, thận từ tuần trí. Hỏa thân xem xong đã cảm thấy có cái gì đó vua ơn vướng rồi, nhưng không dám nói gì cả, mà chỉ đứng ngây tại đó cuối cùng lại chính vua càn long hỏi trước lưu ái khanh ta xem chữ nghĩa trên bức hoành phi này có vẻ như không phải là những lời mùng thọ trong này chắc có ẩn ý gì đây người xem có nên nói ra không lưu dung đáp đức vạn tuế anh minh lời lẽ trên bức hoành phi này của thần rõ ràng là được xuất phát từ tình cảm càn long nhắc người cứ nói tiếp đi lưu dung nói xin nói trước tới hai chữ tuần trí chi hướng của hòa đại nhân là to lớn xa xôi với chim bằng chim hạc trong lòng. Hôm nay đã phá được vụ án chiếc ví, rửa mối oan cho Tống Hữu Bạch, cho nên có hai chữ, tuần trí. Lưu Dung nhìn ra bốn xung quanh, hỏa thân đang trợn tròn mắt nhìn ông. Lão ta không vui, nhưng cũng không dám tức. Vua Cản Long thì nheo nheo cặp mắt, đang có ý lắng nghe, còn mắt của các đại thần lúc nhắm, lúc mở, suy nghĩ, đoán định. Lưu Vũ đang định bán ra thứ thuốc gì trong cái hồ lô của mình đây? khi lưu dung thấy mọi người bốn xung quanh đang có ý lắng nghe nên nói tiếp còn hai chữ thận từ chẳng qua chỉ là có ý mong ao hòa đại nhân mỗi khi xử án nên suy nghĩ cẩn thận ra lần trước khi định án hòa thân vội nói vâng 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 lưu dung cứ vờ như không nghe thấy và nói tiếp thí dịu như trong vụ án chiếc vi đó hòa đại nhân đã phán cho tống hữu bạch vô tội đúng là vui và mừng nhưng tiết bình như có thật là hung thủ hay không hình như còn có nhiều điều đáng nói. Hòa thân nghe tới đó, thì sự không vui cuối cùng cũng phải bật lộ ra. Lão xa sầm nét mặt nói, ý tứ của Lưu Đại Nhân, thật tình, hòa tôi, không hiểu được. Mong sao được nghe những lời thật minh bạch của Lưu Đại Nhân. Lúc này, Lưu Dung quay mặt về phía Cản Long nói, Thánh Thượng vừa gian dạy rằng, từ nay về sau phải quan tâm tới dân tình, thương xót bách tính. Lời của Đức Vạn Tuế thật anh minh sáng suốt, đúng đến vô cùng ngày hôm qua lại có một bà cô của Tiết Bình như đưa theo một dân phụ, ngăn kiệu của tiểu thần, kêu oan nói rằng vào đúng cái đêm mà ông Mạnh Bật Khoa bị giết chết đó, thì anh ta lại ngủ chung phòng với người dân phụ đó. Nếu những điều họ nói là thật, thì cái án giết người của Tiết Bình như còn có một nẻo rẽ nữa rồi. Hỏa thân nghe xong những lời đó, mới thật sự chuyển lo thành vui, và không nén được tiếng cười lớn, nói cái người dân phụ kia tôi có biết, tên gọi là Lư Hồng Ngọc nó là tình nhân của Tiết Bình như đã từ lâu, có đúng thế không? Lưu Dung đáp, đúng vậy, Hòa An càng thêm đắc ý, nói, chúng đã là tình nhân của nhau từ lâu, mà Lưu Thị kia lại vừa mới ở quá, nên có thể nói, bọn chúng là gian phu dâm phụ. Thưa Lưu Đại Nhân, hai tên gian phu dâm phụ này kết hợp lại với nhau rồi cùng khai, liệu có tin được không? Nói xong, lại cười tít và nhìn Lưu Dung, Lưu Dung điềm nhiên nói, gian phu dâm phụ, thông cung để lừa dối quan lớn đó là điều có thật nhưng đúng từ góc độ tổng thể của vụ án chiếc ví này mà xét thì còn bốn điểm xin đủ phép thỉnh giáo hòa đại nhân hòa thân nói như không xin mời lưu dung nói đây là điểm thứ nhất có phải rằng tiết bình như đã khai rằng hắn đã đánh rơi mất chiếc ví không hòa thân đáp đó chẳng qua chỉ là điều dối trá thưa lưu đại nhân của tôi lưu dung nói một khi đã có lời khai rằng đánh rơi mất thì nên điều tra cho rõ ràng ai là người nhặt được lưu dung nói xong đăm đăm nhìn hòa thân chờ phản ứng hòa thân không mần ngại nói thưa lưu đại nhân làm thế để làm gì lưu dung tiếp tục hỏi tên tiết bình như này giết ông mạnh bật khoa tất phải có hung khí vậy thì hung khí đó đâu câu hỏi đó làm hòa thân lúng cuống Nhưng hòa thân đâu có phải là người chịu tác họng trước mặt mọi người về điều này hòa tôi cũng đã tính toán kỹ rồi giết người xong rất khoát hắn phải vứt hung khí đi lẽ nào lần lại đem về nhà rồi đem đặt lên bàn hỏi cung nói xong hòa thân cười nhạt lưu dung không thèm để ý tới sự trông đỡ đó của hoa thân vẫn kiên nhẫn nói thưa hòa đại nhân đây là điểm cuối cùng vua cản long vẫn lắng nghe sự khôn khéo đấu trí với nhau giữa lưu dung và hòa thân và cảm thấy rất thú vị đối với vua cản long mà nói ngài không thể rời bỏ lưu dung và cũng không thể không gắn bó với hòa thân hỏa thân làm việc khiến ngài vừa lòng vì hỏa thân biết tới biết lui lưu dung làm việc khiến ngài yên tâm vì lưu dung là người mẫn cán năng nổ nghĩ tới đây vua càn long bèn xen vào lưu dung nói tiếp đi lưu dung thấy được hoàng thượng ủng hộ nên vững dạ hơn và nói tiếp đây là điểm cuối cùng đồng thời cũng là điều quan trọng nhất hỏa thân nghe vậy mà thấy lặng người đi bởi ai đã biết được điều này là điều gì đây lưu dung lại hỏi tiết bình như vào lừa dối gian dâm với văn nương bằng con đường nào vậy hòa thân nghĩ ngợi một lát rồi đáp bằng con đường vượt tường vào sân sau lưu dung hỏi tiếp rồi ra bằng đường nào hòa thân rồi lại từ sân sau vượt tường mà ra lưu dung văn nương bị cưỡng gian có kêu cứu không hòa thân không kêu lưu dung sau việc đó có phải văn nương đã tặng cho anh ta một chiếc ví không và bảo anh ta phải tìm người đến mối lái cưới xin hòa thân vì tưởng nhầm rằng đó là tống hiễu bạch nên đành nhẫn nhục nghĩ rằng gạo đã thành cơm rồi lưu dung xin hỏi thêm hòa đại nhân của tôi rằng ông mạnh bật khoa cha của văn nương ngủ ở nhà nào hòa thân ở nhà trên phía sân trước hòa thân nói xong mới chợt hiểu ra rằng mình đã lỡ lời và cũng tự cảm thấy mình đã có những sơ hở nào đấy lưu dung vẫn bình thản tiếp tục hỏi thưa hòa đại nhân tên tiếp bình như này đã từng đi lại ở nhà văn nương và cũng đã từng làm đã chuyện bậy bạ một hai lần mà Văn Nương vẫn không kêu cứu. Hai nữa Văn Nương ở trong sân sau, còn cha cô ta lại ở phía sân trước, làm sao mà Tiết Bình Như lại đi nhầm vào sân trước, để giết chết ông Mạnh bật khoa được. Liều Dung túm chặt, thắt lưng, không cho hòa thân xen lời vào. Văn Nương nghe động tĩnh, khi ông Mạnh bật khoa bị giết hại, mới từ sân sau chạy lên, chứ không phải là do Văn Nương kêu cứu, khiến ông Mạnh bật khoa nghe thấy, rồi mới từ sân trước chạy xuống sân sau. Sự khác nhau gang tấc đó, chẳng hay hòa đại nhân có suy đoán, xem xét, cho ra không. Nói xong, Lưu Dung không còn nói thêm gì nữa. Hòa Thân nghe xong những lời bắt bẻ đó, mồ hôi toát ra. Bên mép cũng giật giật mấy cái, mà không nói đó một câu nào. Các quan đại thần cũng đều câm như thóc, vua Cản Long nghe tới đây, ho khan mấy tiếng, ngài biết rằng vụ án này vẫn chưa được hòa Thân xét xử cho thật công minh ngài thở dài trong lòng nghĩ, hòa thân ơi là hòa thân. Việc làm mà tùy tiện sơ hở dấn thế ư, nghĩ như vậy, nhưng lại đã nghe những lời bắt bẻ của Lưu Dung, cũng thấy khó có thể bác bỏ đi đã nên đã nói bằng giọng nhẹ nhàng, hòa dài. Lưu Ái Khanh, Lưu Dung quỳ xuống đáp, có thần, vua Cản lòng thực sự cũng biết nên nói như thế nào, nhưng lại nghĩ, hòa thân ơi là hòa thân, người bảo ta nói thế nào cho phải đây. Suy nghĩ thêm một lát, rồi ngài mới chậm rãi nói, xem ra, Lưu Ái Khanh cũng đã có kế hoạch của mình rồi vậy. Cho nên Lưu Ái Khanh cũng phải bỏ công sức vào đây thôi. Lưu Dung bối rối đáp ý của thần không phải là như thế. Vua Càn Long nói, chậm biết, người cũng chính là vì người đàn bà kia đến tận nhà ngươi kêu oan, nên ngươi nghĩ cách giúp họ thôi mà. Lưu Dung, Đức Vạn Tuế thật là thấu hiểu lòng người. Càn Long nói, chậm thử tính thế này xem sao. Chấm đã sai Hỏa Thân làm khâm sai để thẩm tra vụ án này, nhưng xem ra Hỏa Thân vẫn chưa làm xong, có phải thế không Hỏa Ái Khanh? Hỏa Thân sớm đã hiểu ra như thế, vội quỳ, nói: "Xin đức vạn tuế minh xét." Vua Cản Long ném một quả nho vào miệng, nhai xong mới nói: "Khi đã chưa xét xong thì cứ xét tiếp đi, nhưng chấm bổ sung thêm người cho Khanh." Lưu Ái Khanh, Lưu Dung có thần, Cản Long nói: "Ngay ngày mai" người phối hợp với hỏa thân cùng xét xử lại vụ án chiếc ví này. nhưng lưu ái khanh chẳng cần phải có mặt nơi cung đường nên chấm cũng chẳng phải viết thêm thánh chỉ nữa. lưu dung biết rõ rằng đây là hoàng thượng đã cho hỏa thân hạ đài và bắt lưu dung phải làm việc ở sau màn và lưu dung cũng không thể cướp công của hỏa thân được và cho rằng cách thức này của càn long là cốt giữ thể diện cho hỏa thân rồi lấy mình đắp vá và nhũng chỗ khiêm khuyết của hỏa thân rõ ràng là một sách lược vạn toàn, nên Lưu Dung tạ ơn nói, tạ ơn kế hoạch vẹn toàn này của Đức Vạn Tuế, Hoàng thượng Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế, tất cả các đại thần đều cúi đầu vái lạy trong lòng hòa thân cũng thấy chua xót chỉ còn biết trách mình sơ suất và giận Lưu Dung lắm chuyện. Trong lòng chửi thầm Lưu Dung, Lưu Dung ơi Lưu Dung, mày là một con chó này. Vua Cản Long thấy tất cả đại thần đều khấu lẩy, liền nói sang chuyện khác. Này chưa Khanh, Rượu nguội mất rồi." Nói xong, nâng cốc rượu của mình lên, ép mọi người cùng uống. Đến lúc ấy không khí mới lại bốc lên, Hỏa Thân cũng làm ra bận rộn phía sau mặt rồng, để vớt vát lấy chút thể diện. Bữa tiệc mừng thọ vì có Càn Long đến dự, chẳng dám bỏ ra về trước, nên nó đã kéo đến nửa đêm mới xong. Ngày hôm sau, từ triều đình trở về, Hỏa Thân ngồi rèm kiệu, vâng theo chỉ lệnh, tới phủ nha Thuận Thiên mà trong dạ tràn đầy buồn phiền chán nản. Lưu Dung Lai phải đổi sang ngồi kiệu thường, mặc quần áo dân thường, do phu kiệu khiêm đi, và vào phủ nha Thuận Thiên bằng cửa ngách, rồi vào thẳng thư phòng của Thuận Thiên phủ doãn nghỉ ngơi. Hòa thân đi một chiếc kiệu lớn do sáu người khiêng, lầm rầm rộ rộ tới nha phủ. Phủ doãn Lưu Quế nghe tin, vội ra mở rộng cửa chính, cuối người nghênh đón, hòa nhân cũng chẳng thèm để ý tới ông ta, mà chỉ vòng vòng tay, rồi đi thẳng vào đại đường. Vừa ngồi xuống ghế xong, là đưa mắt nhìn bốn xung manh nhưng không thấy lưu dung đâu bèn hỏi lưu đại nhân đã tới chưa lưu quế hơi giật mình nói giả đã hiện đang chờ ngài ở phòng sau đấy ạ à? hòa thân tức giận mắng đồ khốn sao không nói từ sớm rồi một tiếng đập mạnh miếng gỗ lệnh xuống bàn làm cho lưu quế sợ giật nảy mình hòa gan phất ống tay áo đi ra khỏi đại đường và chạy thẳng xuống thư phòng ở phía đằng sau còn chưa tới cửa phòng đã cất cao giọng nói ôi lưu đại nhân lưu đại nhân của tôi ngài đến mà chẳng đánh động cho tôi một tiếng để cho tôi ngồi đợi trên đại đường cũng khá lâu rồi đó nói xong liền vái chào sát đất lưu dung ngồi trong phòng trà nghe thấy hòa thân tới liền đứng dậy khi nghe hòa thân nói vậy vội vã quẳng chén trà lao ra cửa đỡ hòa thân dậy hòa thân vốn biết tới biết lui nên mưa chẳng đến mặt bao giờ nói lưu đại nhân mọi sự là hòa tôi trông cả vào một mình ngài đó Nói xong, cười hi hi ôm chầm lấy Lưu Dung, thân mật, xin nhường đường đi trước. Lưu Dung đâu có chịu, hai người lại khiêm tốn nhờ ơn nhau một hồi lâu, nhưng rồi cuối cùng cũng đều cảm thấy không cần thiết phải đa sự như vậy. Vì thực tế là điều không cần thiết, nên cùng tự động đi vào trước thành ra hai người lại va vào nhau cái thịt, rồi chẳng còn ai đi vào nữa. Hai người nhìn nhau cả cười một lúc, đến đây lại là hòa thân chia tay mời trước, Lưu Dung bèn bước trước vào thư phòng hỏa thân bước vào sau. Hỏa thân nói, Lưu Đại Nhân, ngài xem bây giờ nên thẩm vấn Tiết Bình như như thế nào? Lưu Dung phải phải tay, nói, không cần thiết, theo tôi, bây giờ ta hãy thay đổi mặc quần áo khác, đi đến nhà văn nương xem nhà của họ ra sao. Có sự gì, trở về ta bàn lại, ngài thấy sao, công việc đã đến thế, hòa thân đành thỉ gật đầu đồng ý. Ngay lập tức, Lưu Dung, hòa thân, Lưu Quế cùng một đám nha dịch, bỏ quần áo nhà quan mặc quần áo nhà dân, đi ba chiếc kiệu nhỏ, đến ngõ Tuy An Đức. Còn chưa tới ngõ đó, Lưu Dung đã bảo dừng kiệu. Vì Lưu Dung e rằng nếu quá rầm rộ, rồi nhớ tin đi điều tra để rửa oan cho Tiết Bình như lộ ra ngoài, và nếu quả là có tên hung thủ ở đây, hắn sẽ chạy trốn mất. Vì thế mà cả ba người đều không mặc áo nhà quan, và cũng không xuống kiệu bên trong ngõ, mà xuống kiệu ngay từ tên ngoài đầu ngõ, rồi lặng lẽ đi vào, đến nhà Văn Nương đến từ cổng nhà văn nương, nha dịch, đã giả trang thành người hầu, lên tiếng gọi cổng, văn nương mở cổng nhá, một lát sau, văn nương ra mở cổng, văn nương mặc tang phục trên người, văn nương tinh mắt, mới nhìn đã nhận ra ngay rằng, đây chính là hòa thân đại nhân, người đã ngồi hỏi cung trên cung đường hôm trước, cô vội quỳ xuống lạy và nói, tiểu nữ xin kính chào tể tướng, hòa thân đặt một ngón tay lên miệng, nói, đừng nói năng gì cả. Nói xong, tất cả mọi người đi hàng một vào trong cổng lưu quế bèn giới thiệu nói đây là lưu dung đại nhân hôm nay hòa đại nhân cùng với lưu đại nhân đến nhà cô để tận mặt xem xét nhà cửa ra sao nên cô đừng có nói gì to tiếng nói xong lại hỏi trong nhà có người hầu không văn nương đáp chỉ có chị hồng ngọc sợ con cô đơn nên đến đây ở tạm với con thôi lưu quế nói nếu vậy cứ mời ra đây cùng nói một thề nghe xong Văn Nương liền đi vào trong sân sau, gọi Hồng Ngọc ra, Hồng Ngọc thấy Hòa Đại Nhân và Lưu Đại Nhân đều cùng ở đây, thì mặt bỗng dưng đỏ lượng hẳn lên, và lại chào. Lễ xong, Văn Nương dẫn Hòa Thân, Lưu Dung và Lưu Quế cùng đi vào sân sau. Lưu Dung hỏi, cái anh Tiết Bình như giả mạo là Tống Hữu Bạch vào đây, thì vào bằng đường nào? Mặt Văn Nương cũng đỏ lên, chỉ vào một chỗ nói, vào theo lối này, Lưu Dung đi tới chỗ đó, và hỏi, rồi cũng từ đây mà đi ra. Nói xong, ông đúng ngắm nhìn bức tường thấp, đắp bằng đất. Mạt văn nương càng đỏ hơn, gật đầu. Lưu Dung nhìn thấy ở chân tường có rất nhiều đất mới. Lưu Dung hỏi tiếp văn nương, khi cha cô mất, tình hình lúc đó ra sao? Văn nương bèn đưa mọi người ra sân tự nói, tiểu nữ nghe thấy có tiếng quát mắng ở sân trước này, không biết là có chuyện gì, nên khoác vội chiếc áo chạy lên nhà, thì thấy cha tiểu nữ, kêu lên một tiếng thảm thiết. Tiểu nữ vẫn lao lên, thì nhìn thấy có một bóng đen đang sờ soạng ở cổng, tiểu nữ tưởng rằng trộm nên kêu to: "Cứu tôi với!" Lúc đó, cái bóng đen kia đã mở được cổng và loáng một cái đã biến mất, không còn thấy đâu nữa. Tiểu nữ nhìn lại, thì thấy trong tay cha tiểu nữ có cầm chiếc ví ấy, định nói gì đó, nhưng không nói được và đầu đã ngoẹo ra. Đến đây, Văn Nương không nói thêm được gì nữa, Lưu dùng suy nghĩ một lát, rồi hỏi tên hung thủ ấy đang mở cổng văn nương gật đầu lưu dung nói với hòa thân hòa đại nhân cô ấy nói như thế có nghĩa rằng đấy không phải là tiết bình như nếu không hắn chạy lên cổng trước làm gì nhưng cái tên hung thủ này đã vào theo lối nào nói xong ông quan sát khắp xung quanh sân trước sân trước có một bức tường cao xây bằng gạch lưu dung sai nhà dịch tới chân tường xem xét nhà dịch xem xét rất kỹ lưỡng nhưng chẳng thấy có gì lạ lưu dung bèn quay người thấy cửa phòng của cha văn nương ông chỉ vào đó hỏi có phải dây là phòng của ông mạnh bật khoa không văn nương gật đầu lưu dung bước tới đứng nhìn ông thấy trước cửa ra vào nhà ông mạnh bật khoa có hai chiếc vỏ gốm vốn đã để đó từ lâu rồi một lớn một nhỏ lưu dung bèn nói với bọn nha dịch khênh ra nha dịch chạy lại nhấc chiếc vỏ nhỏ ra chẳng thấy được gì mà chỉ là một đám đất ẩm ướt lưu dung lại nói khênh cả chiếc vỏ to ra bọn nhà dịch chạy lại vần cái vỏ trong khi đang vần cái vỏ to đó chợt nghe thấy tiếng lem căng. lưu dung hỏi cái gì vậy bọn nhà dịch cúi xuống nhặt lên một vật nói thưa lưu đại nhân đây là một chiếc thoa bằng bạc nói xong đưa trình cho lưu dung lưu dung xem xét một lát rồi đưa cho hỏa thân hỏa thân cũng ngắm nghía một lát rồi nói đây chẳng qua chỉ là một chiếc thoa bằng bạc của những người đàn bà thông thường chẳng có gì đáng chú ý. Lưu Dung lại xem xét lại chiếc thoa bạc, rồi hỏi Văn Nương, cô có biết được gì về vật này không? Văn Nương cầm lấy xem, rồi lắc đầu, nói chưa hề nhìn thấy bao giờ à. Lưu Hồng Ngọc chạy lại, xem xét một lát, rồi nói đây có thể là chiếc thoa bạc của bà Tiết đánh mất đây. Lưu Dung hỏi mất ra làm sao? Lưu Hồng Ngọc đáp bà Tiết bảo nó bị hai hỗn cướp mất. Lưu Dung nghe xong, bèn bảo mấy tên nha dịch hãy đi cùng với cô Lư mời bà tiết tới đây, ta hỏi chuyện. mấy người nha dịch chạy ra, đứng đợi lư hồng ngọc và lư hồng ngọc cùng đi với họ. văn nương mở cửa phòng mời hòa thân, lưu dung, lưu quế vào phòng. cô đi chọn trà ngon, đun nước thật lôi và xong đưa trà lên mời. nay lại nói chỉ một lúc sau đã thấy tiếng kẹt cổng, văn nương vội vàng mở cửa. bà tiết bước vào đầu tiên, vừa vào cửa đã hỏi ngay nào đâu, đưa tôi xem xem nào rồi trực tiếp nhận lấy chiếc thoa bạc từ tay Lưu Dung, nhìn một lát rồi nói, đúng là của tôi rồi, nhưng làm sao nó lại ở đây? Hòa thân bèn hỏi, bà ơi, đừng có vội, cứ từ từ mà nói. Nguyên là ở đầu phía đông của ngõ này, có một tên vô lại tên gọi là Tô Nhị, nhưng vì hỗn hào, nên mọi người đều gọi hắn là hai hỗn. Bố theo nghề buôn bán, nên suốt ngày phải buôn ba, chạy vậy ở bên ngoài, còn bà mẹ lại có tên là cái siêu thuốc nằm liệt quanh năm ngày tháng nên cũng chẳng quản được hai hỗn bà đã qua đời năm ngoái bố hắn có trở về nhà một lần lo liệu mọi việc xong xuôi rồi lại đi hàng xóm láng giềng đều bảo buôn bán cái gì rõ ràng là có vợ bé ở đâu đó rồi nhưng chuyện này cũng chẳng nhắc tới làm gì nay lại nói việc hai hỗn ăn không ngồi rồi ở nhà chỉ trong vòng chưa đến hai năm trời đã tiêu sạch sành xanh mấy trăm lạng bạc bố để lại cho tất cả đều dồn vào chuyện gái điếm và cờ bạc, đến khi trong tay không còn một đồng xu, mới đem cuốn sổ nợ mà bố hắn để lại đã từ lâu ra xem, và đã thấy bên dưới tên bà Tiết có viết, còn nợ 5 triệu vài trắng, rồi lại tiếp tục dở đến những trang khác, trang khác nữa, chẳng còn gì khác. Hắn gấp cuốn sổ nợ lại, cài cửa rồi đi ra phố. Ai ngờ vừa đi ra khỏi cửa đã gặp ngay bà Tiết. Hắn giữ bà Tiết lại nói, này bà, bà còn nợ bố tôi tiền năm triệu vải trắng. Bà Tiết nghe xong, cũng không cãi, và nói, đúng vậy đấy, nhung độ này tiền nong của chúng tôi cũng gây gâu quá. Ngày mai tôi về quê, thu hoạch mất mẫu hẹ, rồi ngày mai bán được, thì ngày mai trả, ngày kia bán được, thì ngày kia sẽ trả. Tôi không nói dối đâu, nói xong, bà bỏ đi, hài hỗn nghe xong, tỏ vẻ khó chịu, nghĩ, hôm nay không dục, bà cũng sẽ chẳng nói gì vậy mà vừa mới dục đã liếu láo ngay rằng, ngày mai trả, cái con mụ già này. Nghĩ thế, hắn chợt ngừng đầu lên đã nhìn ngay thấy chiếc thoa bằng bạc, cải trên mớ tóc đằng sau gáy bà. Thế là hắn chạy theo mấy bước, giật ngay lấy chiếc thoa, nói, này bà, khi nào bà bán được hẻ, khi ấy tôi sẽ trả lại cho bà chiếc thoa bạc này. Nói xong, hắn quay người bỏ đi, bà tiết cuống lên nói vội, anh hai, đừng có gây rắc rối cho tôi nữa. Dứt khoát đến ngày kia, tôi sẽ trả đủ cho anh, đưa trả lại cho tôi chiếc thoa đi. Tên hai hỗn đó đâu có chịu nghe, khật khưỡng bước đi. Bà Tiết lại sợ mất sĩ xỉ diện, nên chẳng dám co kéo với hắn ở ngoài đường ngoài phố, nên bỏ về nhà. Nghe đến đây, Lưu Dung hỏi, vậy bà có chuộc được cái thoa về không? Bà Tiết nghe xong liền nói, bẩm Lưu Đại Nhân, Hòa Đại Nhân, tôi lại xin nói tiếp thực tình, đầu đuôi câu chuyện. Bà Tiết thấy khát khô cổ, bèn bước lên bê lấy chén nước trẻ đang đặt trước mặt hòa thân uống cạn uống xong đặt chén xuống lau miệng rồi mới nói tiếc vào cái hôm hai hôn bắt đi của tôi cái thoa ấy tôi nghĩ cần phải chuộc nó về hôm sau tôi dậy thật sớm lúc còn chưa tới canh tư tôi đã dậy về quê đám rau hẹ đó của tôi ở tận dưới quê xa vừa đi vừa về phải tới hơn trăm dặm đường tôi đi theo lối cửa tây cái cửa này xưa nay chỉ để áp giải tù nhân và khênh xác người chết đi qua. Chứ những người bình thường chẳng ai dám đi qua cửa ấy. Nhưng tôi lại nghĩ, ôi, cái thân già này sợ gì, đi lối cửa Tây sẽ gần được khối đường, cho nên tôi đi theo lối cửa Tây. Không ngờ khi sắp đi tới chỗ miếu quan đế, bỗng nhiên tôi nhìn thấy một bóng người tù trong miếu quan đế đi ra. Tôi hãi quá, trốn sang một bên, nghĩ bụng, không biết ai thế nhỉ, giữa canh ba khuya khoát, chui vào miếu quan đế để làm gì tôi mới cố mở to mắt mà nhìn, Hòa Đại Nhân, Lưu Đại Nhân, các người có biết đó là ai không? Hòa Thân và Lưu Dung cùng hỏi, ai ấy, bà Tiết lại thấy khát, bèn bưng chén trà đặt từ mặt Lưu Dung lên, uống. Lưu Dung cục nói, bà Tiết nói nhanh lên, tôi đang đợi nghe bà nói đây. Bà Tiết nói, thì vội gì, tôi vừa mới gặp nó đây này. Lưu Dung hỏi, ai thế, bà Tiết đáp, chính cái thằng hai hồn ấy. Lưu Dung và Hòa Thân nhìn nhau một lát. Bà Tiết lại nói, ngày hôm kia, tôi đã bán được đám rau hẹ, cầm tiền đi tìm hai hỗn, nhưng thằng hai hỗn lại giờ trò tài bậy bạ với tôi, nó bảo đánh rơi mất đâu rồi ấy. Một lát sau, hắn lại nói, số bạc ấy không đủ trả nợ. Tôi hỏi, tao lại không đủ. Hắn nói, còn phải trả cả lãi nữa, mà là lãi cao. Nghe hắn nói xong, tôi nghĩ, cái đồ thối thay nhà chúng mày, mòi đầu ra lãi cao tao không trả cho mày món tiền này nữa thì mày làm gì tao tao nợ là nợ từ khi bố mày còn sống bây giờ trả cho mày thế là tử tế lắm rồi nếu không cút mẹ mày đi tôi bới móc cho nó một hồi nhưng sau cũng sợ nó tức nổi hung lên nên ai cũng bỏ về nhà lưu dung nghe xong nói bà tiết chúng tôi mời bà về phủ nha để làm chúng bà thấy sao bà tiết đáp đi thì đi đi bốn về năm một đoàn kiệu nhỏ quay về phủ. Lại nói tới việc khi đoàn kiệu đã về đến phủ, Lưu Dung nói với Hòa Thân, trận đánh tiếp theo là của Hòa Đại Nhân đấy. Hòa Thân từ đầu đã chẳng nói gì nhiều, nhưng đến đây, không thể không khâm phục cây lão Lưu Hù này. Hòa Thân, Lưu Dung, Lưu Quế, ba người vào phòng và uống trà, nói chuyện. Bỗng nhiên ngoài đại đường xôn xao, ầm ĩ hẳn lên. Rồi một tên nha dịch chạy ra phòng sau, báo tin, bẩm, bẩm Lưu Đại Nhân, Hòa đại nhân, Lưu đại nhân, bẩm đã tìm thấy ở miếu quan đế hung khí giết người và quần áo vây móng. Cả ba người hơi sưỡng ra, Nhung Lưu Dung cũng đã có tính toán trước cả rồi, nên chẳng nói thêm gì cả. Hòa thân nghĩ hung thủ đã túng được rồi, Nhung không biết liệu có mọc thêm cành thêm nhánh ra nữa không đây. Nghĩ thế, rồi nói với Lưu Dung, Lưu đại nhân, ngài xem có nên bắt thẳng hai hỗn về đây không? Lưu Dung nghĩ ngợi một lát rồi nói, chúc hòa đại nhân cờ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Nói xong, vòng vòng hai tay lại, hòa thân nghe xong, cũng vòng tay, nói, hòa vừa xin đi đây, nói xong, quay người, đi theo lối cửa ngách, lên đại đường. Lên đại đường rồi, vội chụp lấy bút, viết chắt hỏi tốc, ném cho nha dịch, bảo chúng đi bắt hai hỗn về cung đường, bọn nha dịch chạy đi như bay như biến. Chẳng bao lâu sau nha dịch đã bắt được hai hỗn đưa về cung đường bọn nha dịch báo bẩm đại nhân đã bắt được tô nhị tức hai hỗn về rồi hòa thân nhìn xuống dưới cung đường thấy hai hỗn mắt ti hí một mí lấm là lấm lét nên thấy trong lòng cùng đã có cách và chậm rãi hỏi quỳ dưới kia có phải là tô nhị không hai hỗn trả lời ngay hòa thân nói có một dân phủ họ tiết báo rằng anh cướp của bà ta một chiếc thoa bằng bạc có đúng vậy không thực ra hai hỗn cũng chẳng biết tại sao mình lại bị bắt nên vô cùng hoang mang lo sợ này nghe ông quan ngồi trên cung đường hỏi thế bèn nghĩ liệu có đúng chỉ là việc mình cướp chiếc thoa của bà tiết hay không nếu quả chỉ có thế thì cũng chẳng có chuyện gì nên nói giả có bẩm đại nhân nhung không phải là cướp mà là bài thế vào khoản tiền nợ mua vải hòa thân vẫn nói chậm rãi vậy sau khi bà tiết mang tiền đến chuộc anh vẫn không trả lại chiếc thoa cho bà ta. Tô nhị cũng đã có tính toán, nên đáp giả, dạ, tại số tiền đó không đủ, anh đòi bao nhiêu, tô nhị đáp hai lạng bạc, hòa thân hai lạng bạc, anh mới trả lại chiếc thoa. Vâng, hòa thân nói, dẫn bà Tiết vào, một lát sau, bà Tiết đã có mặt tại cung đường, bà già kẻ cắp gặp nhau đây. Hòa thân nói, bà Tiết, có phải bà đã nói rằng, chiếc thoa bằng bạc của bà đã bị tô nhị cướp đi phải không? Dạ, đúng thế ạ. À? bà còn nhớ để kiểu dáng chiếc thoa đó của bà không đó là chiếc thoa của mẹ tiết bình như để lại cho tôi coi như một kỷ vật Hỏa thân không thể chịu thêm được cái cách nói lôi thôi lòng thòng của bà già này nữa nên vội vã cầm chiếc thoa vẫn để trên bàn lên hỏi có phải nó đây không bà tiết đáp làm sao lại không phải hòa thân hỏi tôi nhỉ anh còn nói được gì nữa đây di hài hỗn thấy hòa thân cầm chiếc thoa bạc đó trong tay giật bắn mình nói lúng búng, kẻ tiểu nhân, hòa ăn thúc thêm, cái gì, kẻ tiểu nhân này đã đánh rơi mất à? Hòa thân hỏi, rơi ở đâu, kẻ tiểu nhân này không rõ, hòa An lại đem chiếc ví ném ra, hỏi, chiếc ví này, anh để vào đâu? Hai hỗn chợt nhìn, đã sũng sờ cả người, vội nói, con nhặt, không, con không biết, anh không biết, vậy bản quan nói cho anh biết, anh nhặt được chiếc ví, rồi định đem đi lừa đảo chuyện dâm đãng với cô Văn Nương, không ngờ không biết đường nên đi nhầm và đã vấp phải ông mạnh bật khoa ở sân trước anh sợ quá nên đã giết chết ông mạnh bật khoa trong lúc luống cuống anh đã đánh rơi cả chiếc thoa bạc rồi chuồn ra miếu quan đế ở đó có một cái ao anh tắm để rửa vết máu dính trên người rồi vội vã quấn quần áo vào với hung khí đem nhét liều vào bên dưới khám thở quan đế nói xong hòa thân đập chát miếng gỗ lệnh xuống bàn quát đem vật chứng lên đây ngay lập tức Bọn nhà dịch đem bộ quần áo thâm máu cùng với một chiếc kéo vứt lên cung đường. Hai hỗn tức tôi nhị ngây người, bạc ngay mặt ra, và run cầm cập. Lâu lắm mới bật ra được một tiếng xin khai, hòa thân nói, khai ra hết sự thực. Số là, vào buổi tối hôm đó, hai hỗn cùng với lũ bạn mèo hoang chó dại, kéo nhau tới quán rượu ngoài phố uống say bét nhè, rồi chia tay nhau ở ngã tư đầu phố. Hai hỗn đi về nhà mình, khi sắp về tới nhà, bỗng thấy bụng dạ nôn nao rồi bắt đầu nôn hoè. Nôn thốc tháo ra được, cũng thấy nhẹ người, nhưng chân tay bài hoài, muốn nghỉ một lát, thế rồi ngủ luôn đi mất. Nửa đêm gió lạnh dồn về, mới tỉnh lại, đầu vắng miệng khát, bèn nghĩ tới cái giếng ở giữa ngõ, nên đi vào đó uống nước. Không ngờ, mới đi đã mấy bước, đã trông thấy một bóng người lướt qua, nhìn kỹ thì ra đó là tiết bình như ở hẻm nam. Làm sao mà tiết bình như lại lén lút như thế? Hai hỗn cũng biết ngay rằng, từ lâu Tiết Bình như đã gian díu với Lư Hồng Ngọc, nhưng hôm nay hắn mới bắt được, nên đã nghĩ ra một ý xấu. Hắn nghĩ, hãy cứ đợi cho hắn vào trong nhà cây đã, ta vào bắt quả tang. Một cô quả phụ, một thằng đàn ông chưa vợ, để ta bắt quả tang, thế nào cũng moi được hơn chục lạng bạc chi dùng. Nghĩ tới đó, cơn say đã tan hết, miệng cũng chẳng còn thấy khát nữa, nhưng lại bất chợt trông thấy. Tiết Bình như đã đem dấu giếm cái gì đó vào trong đống gạch vỡ trước cổng nhà Lư Hồng Ngọc, sau đó Tiết Bình như, dưới ánh trăng mờ, mới đi gõ nhẹ nhẹ vào cổng, cổng chỉ mở ra một lát cái khe, Tiết Bình như tụt ngay vào trong đó. Hai hỗn vội vã bước tới tới cổng nhà Lư Hồng Ngọc, việc đầu tiên là bới bới đống gạch vỡ, liền thấy ngay chiếc ví tiền, đem nhét ngay vào trong túi cho rằng sẽ có lúc dùng tới. Sau đó hai hỗn mới rút chiếc thoa bạc đã cướp được từ mớ tóc trên đầu xuống, lạch cạch, Lạch cạch cậy then cài cổng, cánh cổng bật mở, hắn nhón chân, đi thật nhẹ, đến sát cửa nhà Lư Hồng Ngọc. Hắn dừng lại, vì còn muốn nghe những lời dâm đãng ở bên trong, sau đó vào bắt cũng chưa muộn. Không ngờ, lúc đó lại là lúc Lư Hồng Ngọc đang to tiếng, nói lại đầu đuôi tất cả việc Tống Hữu Bạch đến cưỡng dâm văn nương như thế nào. Lòng dạ hai hỗn chợt thấy vui mừng như bắt được của, hắn nghĩ, thì ta cũng đi lừa một chuyến chứ sao, rồi rút chiếc ví từ trong túi áo ra chạy sang nhà Văn Nương nằm ngay ở xế bên kia đường. Hắn lại rút chiếc thoa bạc ra, nhưng cổng nhà Văn Nương cài rất chặt, nên không làm sao cậy cái then ra được. Hắn biết rằng, then cửa còn có cài chốt bên trong. Hắn ngước nhìn lên bức tường cao, thường ngày hai hỗn cũng thích tập tành tí côn quyền, chỉ có điều là khi tập, khi bỏ, nhưng dù sao cũng có được chút sức khỏe, nên hắn chạy vài bước, vượt lên tường tay bấu được mép tường, rồi cố một hơi leo lên được mặt tường. Hài hỗn đi trên mặt tường, nhưng chẳng thấy chỗ nào thả chân tới được, nhưng lại sợ thời gian quá dài, sẽ có người trông thấy, trong lòng cũng thấy sờ sợ, sợ, nên đành liều nhảy, phịch, một cái xuống đất. Vào được sân, hắn tức tốc chạy tới phòng của ông Mạnh Bật Khoa, mà cứ ngỡ rằng đấy là phòng của Văn Nương. Lại nói về Mạnh Bật Khoa, tuy tai có chút nghênh ngãng, nhung lúc đó đang đi giải, từ trong phòng nghe thấy một tiếng, không nghĩ ra đó là tiếng gì đợi khi đi giải xong bèn chạy ra xem lúc đó hai hỗn đang cầm chiếc ví trong tay đứng bên ngoài cửa nói văn nương ơi trái tim của anh ơi anh là tống hữu bạch đây chiếc ví này là tín hiệu em mở cửa ra nào mạnh bật khoa nghe những lời nói đó nỗi giận dữ bùng lên gần cất nổi lên dần dật nghĩ thì ra cái bọn cuồng đồ chó chết này định đến chiếm đoạt con gái ta nói xong bèn rút từ cửa sổ ra một chiếc kéo mở cửa xông ra ông nhìn ngay thấy hai hỗn một thằng chó chết nổi tiếng khắp phố ông quá may khi hai hỗn thấy một người đàn ông xông ra cửa cũng sững người quay người bỏ chạy ông mạnh bật khoa trong khi lửa giận đang bốc lên đầu đâu có chịu buông tha ông lao tới tóm lấy tóc hai hỗn hai hỗn lấy tay gạt tay ông ra làm cho chiếc thoa bạc văng ra phía xa kêu lên một tiếng xoàng ông mạnh bật khoa vẫn không chịu buông tha cho hắn hài hỗn thấy khó thoát được thân bèn quay người lại cướp lấy chiếc kéo trên tay ông mạnh bật khoa quay ngược mũi kẻo đâm thẳng vào người ông mạnh bật khoa trong khi ông mạnh bật khoa vẫn lao người tới thế rồi đôi mắt ông trợn ngược lên lùi về phía sau hai bước ngã vật ra trên mặt đất hài hỗn cũng cuống lên chạy ra mở cổng nhưng mở không được hắn chợt nhị tới cánh cổng có chốt ngầm nhưng cổng lại tối đen như mực nên phải mò mẫm đi tìm chỗ đinh chốt khi đó văn nương đã chạy ra hai hỗn càng luống cuống nhưng cũng đã mò được đinh chốt và mở được cổng rồi soạt một tiếng biến ngay vào đêm tối ngay khi đó hai hỗn cũng chưa biết đối phó ra sao nà trên người trên tay trên mặt và cả tên chiếc kéo đang cầm ở tay nữa đều vấy máu đột nhiên hắn nghĩ tới ở dưới chân thành phía tây cách đây không xa có một cái ao tù nước thối Tốt nhất là hãy tới đấy sửa giấy đi cái đã. Nghĩ tới đó, hắn liền chạy bay biến tới đó, rửa chân tay mặt mũi xong, rồi đem bộ quần áo vấy máu, cùng với cả chiếc kéo, cuốn lại, nhìn ra bốn xung quanh, thấy bên kia có miếu quan đế, bèn đi sang, đẩy cánh cửa miếu ra, đem bộ quần áo vấy máu nhét xuống bên dưới khám thờ, rồi mau chóng chuồn về nhà. Hỏa thân nghe xong, liền hỏi, tôi nhỉ, ta hỏi, tội ngươi giết chết mạnh bật khoa cô oan không? hai hỗn nghĩ, người ta đã khai hết cả rồi, còn hỏi gì nữa. Nên hắn nói, không qua nạ, à, hòa thân cười nhạt mày đã làm hại tống hữu bạch, làm cho tiết bình như chịu biết bao nhiêu đau khổ điêu đúng. Nói xong, rút xoạch chiếc thể lệnh khảo đã trong ống thả ra, quăng xuống giữa cung đường quát, đánh bốn mươi hèo, kẹp tay hai lần, hai hỗn nghe vậy liền kêu lên, bẩm lại quan lớn, con đã cung khai hết cả rồi, việc gì còn phải tra khảo nữa à? Hòa thân nói, người không giết người nhưng tiết bình như đã phải chịu 40 hẻo, không đánh mày như đánh chó là không được, lôi nó đi, đánh. Bọn nhà dịch xông tới, lôi hai hỗn ra khỏi cung đường bắt đầu hành tội, khiến hai hỗn kêu cha kêu mẹ, máu thịt tơi bời, rồi lại bị kẹp tay hai lần, sau đó mới lôi lên cung đường. Hòa thân hạ lệnh xiềng chân hai hỗn, rồi giam xuống ngục tử hình. Một mặt ra lệnh ngay lập tức phóng thích tiết bình như, dặn dò mọi thứ xong bèn quay về thư phòng của phủ nha lưu dung sớm đã biết mọi tin tức nên vừa thấy hòa thân bước vào đã đứng lên thi lễ chúc mừng hòa đại nhân chúc mừng hòa đại nhân hòa thân vội vàng đáp lễ nói đa tạ lưu đại nhân đã chỉ giáo cho nói xong lại vái tạ sát đất lúc này lưu quế đã cho mở cổng chính chuẩn bị kèn sáo tiễn đưa hòa thân cùng với lưu dung đi ra khỏi thư phòng còn lưu quế vẫn lẹo đẽo theo sau hỏa thân xéo mắt nhìn, nói với Lưu Quế, Lưu Quế ơi, Lưu Quế vội đáp, hạ quan có mặt, hỏa thân nói tiếp, đợi đấy mà chờ phán xét thôi, nói xong, đi với Lưu Dung, không thèm ngoảnh đầu lại. Lưu Quế, thật đúng là thịt xuống dã rời thành từng mảnh, giống như có một chậu nước tuyết rội lên đầu, ngay lập tức thấy tâm can chốt lạnh. Hỏa thân và Lưu Dung đi qua cổng chính ra ngoài, và thấy bà Tiết, kéo theo Tiết Bình như chạy tới cả hai người cùng nói cảm tạ thanh thiên đại lão gia hòa thân và lưu dung cùng đáp lễ rồi cười hà hà lên kiệu đúng như bài ca giao truyền lại hòa thân đâu phải bao công sự án lại xử vô cùng giản đơn lưu dung xem xét thiệt hơn bình như oan uổng hàm ơn bao đời hồi thứ 18, mùa thu năm thứ 38 đời vua càn long hoàng thái hậu mẹ hoàng đế càn long băng hà khắp triều văn võ bá quan đều mặc tang phục màu trắng hoàng đế cũng mấy ngày liền không thiết chiều hòa thân suốt ngày bận rộn vì hậu sự của hoàng thái hậu và đã bận rộn dòng dã bảy bảy bốn mươi chín ngày ngày an táng kinh thành giới nghiêm toàn thành bắc kinh không gặp một ai điểm lục tô hồng cả kinh sư mang sắc màu ảm đạm hòa thân theo sau quan quách tiễn đưa khi xong công việc từ dịch châu trở về hòa thân chân giúp lưng đau mệt mỏi dã rời nên xin hoàng đế cho nghỉ ngơi ít bữa hoàng đế cản long cũng biết rằng hòa thân vất vả vì công việc thương xót ông ta liền cho phép nghỉ một tháng hòa thân sung sướng vì được mấy ngày thanh nhàn lại nói về một hôm hòa thân cưỡi ngựa đi ra ngoài thành thấy đồng ruộng ngoại thành bắc kinh kề nhau thẳng tắp tràn đầy sức sống ấm no đi không xa rồi theo một lối ngoặt cả một hồ nước mênh mang đã hiện ra trước mắt ngoảnh nhìn về phía tây là cả một dải núi chùa triền lấp ló giữa tùng xanh bách biếc cao thấp kề nhau đỏ màu lửa đỏ trắng màu tuyết trắng xanh màu xanh tràm biếc màu lục biếc lại có cả một cánh rừng phong sen vào giữa đẹp như một bức tranh thủy mặc to lớn của triệu thiên lý người đời tống trong khi hòa thân còn đang suýt xoa ca ngợi chợt nghe từ xa vang lại một hồ chuông chùa cúi đầu nhìn xuống nào ngờ mặt nước hồ phẳng lặng trong sáng như một tấm gương soi ngọn núi xa nghiêng bóng xuống hồ trông rõ ràng như thực những đền đài cây cối cũng sáng long lanh trên ngọn núi này còn có cả một khu chùa nhung đã bị một lớp lau lách gần như phủ kín bây giờ lại chính là lúc thường hoa nên cả một vườn hoa mang theo hơi nước trong ánh tả dương đẹp như một tấm thảm nhung màu hồng màu sắc thật tuyệt vời hòa thân lại nghĩ cảnh sắc tuyệt vời như thế này tại sao lại chẳng có ai tới đây thưởng thức nên đã thúc ngựa đi vòng theo mép hồ muốn lên xem khu chùa nằm sâu bên trong khu núi kia hòa thân phóng ngựa đi lên trước, Trương Thiên Hoành cũng dục bọn tiểu đồng phóng ngựa đuổi theo. Trên con đường đó, đã không có biết bao nhiêu người phải dạt vào tránh ở ven đường, có những người do gồng gánh cồng cành, không tránh kịp, hàng hóa đổ tung tóe hết. Khi hỏa thân đã phóng ngựa tới chân núi, bèn xuống ngựa, thả cho ngựa ăn cỏ, chỉ cầm chiếc roi ngựa thôi. Đứng đợi Trương Thiên Hoành cùng bọn tiểu đồng tới, hỏa thân ngoái nhìn bên dưới, khắp nơi khi bọn trương hoành tới hòa thân bảo bọn họ bọn các anh cứ đứng đợi ở đây mình lên núi xem một chút nói xong bước lên núi theo những bước dài mới đi được một đoạn ngắn đã nhìn thấy chỗ để xe bên đường những chiếc xe ngựa của hậu cung trong lòng chợt lấy làm lạ nghĩ tôi mặc xác họ và rồi bước tiếp đi lên đi được một lát nữa mới nhìn thấy một cửa vào núi cũ kỹ mục nát bên trên cũng có một câu đối loang lỡ trên trán cửa cũng viết qua quyết mấy chữ, cỗ linh giới tự, chùa cỗ linh giới. Qua cửa đó, hòa thân vẫn bước lên, nhưng lại không có đường. Quay nhìn về phía nam, mới trông thấy những đường đi lễ chùa, đang lần bước đi ngược lên núi. Hòa thân chợt hiểu ra rằng, đường mà ông ta đi lại là đường ngách của chùa linh giới, đường chính lại nằm ở bên phía nam kia, và cũng hiểu được tại sao xe ngựa của hậu cung lại đỗ bên đó. Hỏa thân đang băn khoăn về chuyện ngựa xe của hậu cung làm sao lại lên đến tận ngôi chùa cổ, nơi núi hoang vắng vẻ này để làm gì. Vừa nghĩ, hỏa thân vừa dấn bước đi lên, nhưng càng đi càng không có đường, ngôi chùa lại nằm ngay ở đầu mỏm núi kia. Hỏa thân hơi hối hận thấy rằng chẳng nên đi mò một mình, trong khi không biết đường. Trên đầu hỏa thân đã rơm rớm mồ hôi, và giữa lúc hơi bối rối, bỗng chợt nhìn thấy một cửa nhỏ, chìm lẫn trong đám lau lách cao ngập đầu người. Cánh cửa hững hờ nửa như mở, nửa như đóng, nên đã vội vã chạy tới. Đẩy thử, cửa không khóa, liền lách ngay người vào. Hỏa thân thấy sợ sợ, hối hận rằng đáng lý ra mình phải mang Trương Thiên Hoành đi theo. Nhưng đã lỡ đến thế này mất rồi cũng đành liều lĩnh một phen, đi tiếp. Bên trong cửa này có một đường hầm rất hẹp, vừa dài vừa tối đi một đoạn, hình như có một lối rẽ đột ngột. Do bụng to, người béo hỏa thân chỉ đành sờ soạn nghiêm người, ven theo một bên vách hầm mà đi. Bỗng nhiên, hỏa thân phải đột ngột dừng chân, vì nghe thấy ở đâu đó có tiếng người. Hỏa thân nín thở, lắng nghe tỉ mỉ phân biệt được rằng, tiếng người con gái thì thảo rung dày, thỏa mãn rên rỉ, còn người đàn ông thở hồn hển, hì hục như một con sói đang thi sức mạnh. Hỏa thân đã không nghe thì thôi, nhưng đã nghe rồi làm sao mà chịu đựng, nín nhịn, mặc cho người khác làm bậy được hỏa thân nghe ngóng ở chân vách hầm rồi lớn tiếng quát to kẻ nào làm bậy ở đây vậy tiếng của hai người nam nữ kia cũng đột ngột nín thít hỏa thân vội vàng hỏi tiếc các người đang làm bậy làm bạ ở góc nào vậy hỏi vậy nhưng tự mình cũng không dám động cựa gì thấy vẫn im lặng như tờ và cũng không có tiếng bước chân đi bất giác hỏa thân cũng phát hoảng lên và quát một câu nữa hãy vác mặt ra đây xem nào trên vách tường của đường hầm hẹp chỉ có chính tiếng của hòa thân ong ong vang vọng. Lặng lẽ, im ắng một lúc lâu, hòa thân cũng không dám đánh tiếng, nhưng vẫn cố lắng nghe thêm một lúc nữa, biết rằng chẳng còn tiếng gì, mới dám thở mạnh, trong lòng tự bảo, hãy quay về thôi. Phải một lúc lâu sau, mới mờ mờ ảo ảo, nhìn thấy một đốm sáng ẩn ẩn hiện hiện ở phía xa, rồi lại phải mò mẫm tiếp trong khoảng thời gian nhai dập miếng trầu, mới nhìn thấy lối ra thì ra trong con đường hầm này vốn có một con đường vòng với hai lối rẽ, khiến cho người ở trong hầm khó mà tìm được cửa ra. Chui ra được khỏi con đường hầm, hỏa thân mới khoan khoái, thở một hơi thật dài. Hỏa thân đưa mắt nhìn bốn xung quanh, ngay bên cạnh cửa đường hầm này, là những cây thanh hao mọc cao hàng trượng, hỏa thân chợt thấy lạnh toát người. Ngước nhìn lên cao, ở trên đó còn có một tòa điện thờ đứng tranh vinh, cô đơn, mảnh nhìn xuống dưới lại thấy có điện thờ nằm dưới đó, thế là hòa thân lại phải tìm đường đi xuống. Nay lại nói về con đường hầm dài này, nó vốn được đục theo lòng một trái núi nhỏ, và khuôn theo thế uốn lượn của trái núi, dài độ 10 trượng, ở giữa có một khoảng đất trống, rộng, trông giống như một điện thờ. Có một đường đi thẳng, thông tới điện thờ trên cao. Đường hai bên, phía đông và phía tây, chọn theo thế vu hồi, gặp nhau. Điện thờ trên cao vốn là một pháo đài của một thành lũy biên ải thuộc đời nhà minh vào giữa đời minh nó trở thành hoang phế hủy bỏ song con đường hầm này vẫn là nơi cất giữ lương thảo và binh khí về sau đời ta xây chùa trên dài núi này lấp cửa khẩu con đường hầm đó đi qua ngày lâu tháng dài nó lại bị những người hiếu kỳ moi ra rồi dần dần nó trở thành chuyện bí mật mà công khai ở khu chùa này sau nữa đã có nhũng nhà sư đưa khách hành hương tới làm chuyện bậy bạ người ta cũng đã lại bịt đi mấy lần, nhưng chỉ được một thời gian, nó lại bị moi ra. Dần dần chẳng còn có ai quản nữa. Xong những chuyện đó, tỷ có những người trong chùa biết, nếu có cũng chỉ thêm có ông sư cụ biết. Sư cụ thấy rằng nó cũng chưa làm bại hoại danh dự của chùa, nên cũng tạm thời bỏ đấy. Lại nói hòa thân vừa đi vừa ân hận, nhưng đồng thời một nỗi dục vọng đam mê, không biết từ đâu tràn tới bừng bừng nổi lên trong người. Quan vừa đi vừa nghĩ tới việc bậy bả của đôi nam nữ kia, rồi bụng bảo giả, thế là ở đây lại có hầm khoái lạc, hầm thần tiên. Cứ vừa nghĩ như thế vừa lần đường đi xuống chẳng mấy lúc mà đã tới phía sau cửa chính điện. Sau đó mới thực đi vào đường chính, khu chùa này, bốn xung quanh đều xây lầu các bằng gạch, lầu các xây thành ba lớp, lớp trên cùng là thí viện tả lâm, lợp ngói vẩy cá, hàng vạn viên, nằm ở bên trái bên phải trèo tới phía đông thành nối với hàng loạt những công sự trên mặt thành. Nhìn xa ra bốn phía, đều là cảnh núi non, khói mây mờ mịt, một dòng nước biếc. Lớp giữa, tất nhiên phải có đường lên trên, xuống dưới, hai bên có một số bậc đá lên xuống, cũng phải tới mấy chục bậc. Lớp dưới, là một cái vòng động hình vành trăng, và là con đường chính vào ra. Hỏa thân vừa xuống tới cửa vòng động lớp dưới, đã chợt nghe thấy tiếng lanh canh của đồ trang sức rồi bất chợt hiện ra hai cô gái điểm trang cực kỳ xinh đẹp, và thấy trong mũi mình sực núp mùi hương, chẳng phải hương lan, chẳng phải hương xạ, thơm vào tận tâm can. Tất nhiên hòa thân phải dừng chân, đứng đó nhìn ngắm, nhìn kỹ mới thấy, một cô chừng 14, 15 tuổi, trên người mặc một chiếc áo dài bằng lụa bạch, bên ngoài mặc chiếc áo cộc tay bằng gấm nhị làm chính hiệu, tóc trên đầu tết hình búi tó, giữa đỉnh đầu cài một bông thược dược phía dưới mặc một chiếc quần bằng nhiễu xanh xung quanh thiêu hoa cười tươi hơn hớn kiều diễm đến như hoa hải đường cũng không thể nào sánh nổi còn cô kia tuổi tác có nhỉnh hơn thật đúng là nguyệt thẹn hoa hờn tiên dáng phàm trần dáng vẻ yêu kiều ấy sắp lướt ngang qua đã làm cho ánh mắt của hòa thân lóe sáng long lanh song khi họ gần tới trước mặt hòa thân không thể không cố nén lòng mình lánh mặt sang một bên đường nhường cho hai cô gái đi qua. Bốn con mắt của hai cô gái cũng tròn xoe nhìn sang hòa thân. Hòa An lại cảm thấy làn sóng mắt ấy đang như lướt sang người mình, và một sợi tơ tình hình như đã dành cho quan lớn mang theo. Đi theo họ ra khỏi vòng động, bước ra sân, rồi khi sắp tới nơi chính điện, cái ngoảnh đầu nhìn lại của cô gái tuyệt sắc giai nhân đó đã làm đảo lộn hết cả thể xác lẫn tinh thần của hòa thân. Hai cô gái biến mất, đôi chân của hòa thân như bị đóng đinh tại chỗ đứng một lát, rồi mới từ tốn bước đi. Bất giác, hòa thân chập chờn nhớ lại, quần áo màu sắc trên người cô gái đẹp. Đó là một chiếc áo đơn, nhiễu vân bức, màu lam nhạt, bên dưới là một chiếc váy bằng nhiễu màu hồng nhạt, có gấp nhiều nếp, búi tóc gọn trên đầu, cài một bông hoa trà trắng thơm ngát tựa hồ như muốn khoe tươi cùng cảnh núi non xuân sắc. Không gặp thì thôi, nhưng đã gặp, hỏa thân bao giờ chịu bỏ. Quan đứng từ xa nhìn bóng dáng hai người con gái đi xa dần. Quan đứng tần ngần suy nghĩ, ngây ngất vọng theo, và ra đến phía sau chính điện, lối có cầu thang leo lên tầng thứ ba. Quan thấy vui ngầm vì chẳng một ai có thể nhìn thấu được tâm sự của quan lúc này, liền bước lên cầu thang, tựa mình vào lan can nghĩ ngợi, cái con bé 14, 15 đó, thật là đẹp nhất trần gian, tất cả các lầu xanh ở vùng này, không thể nào có được vưu vật ấy. Biết bao giờ mới gặp lại được nàng để lại được hưởng thụ cái nhìn tha thiết của cặp mắt long lanh ân huệ ấy thôi hãy cứ coi như mình hỏa thân đã được hưởng một diễm phúc trong cõi đời này song dù sao cũng phải hỏi cho ra thân thế cuộc đời này nghĩ vậy quan bước lên tầng thượng rồi bước vào đại điện sư cụ đang ngồi tụng kinh vừa nhìn thấy hỏa thân với y phục nhà quan trên người biết ngay đây là một vị có quyền cao chức trọng nên đã vái chào nhường chỗ ngồi trên Sư cụ nói, thưa quan khách, chắc đến đây có việc công. Hòa thân nói, tôi chỉ làm phiền hòa thượng thôi. Tôi xin được hỏi, hai cô gái vừa đi xuống đó vốn là người ở đâu vậy? Sư cụ đáp, họ là thị nữ hầu cận của thái hậu. Hòa thân nghe xong, hơi ngạc nhiên hỏi, sao họ lại ăn mặc kiều thường dân? Sư cụ đáp, điều đó bẩn tăng không biết. Có điều rằng, Hòa thân hỏi gấp có điều rằng, chấm sa ông, sư cụ đáp, nghe nói khi thái hậu còn tại thế người chỉ tin các quẻ thẻ ở chùa này mấy ngày nữa sẽ là ngày dương thọ của thái hậu thái hậu băng hà rồi nhưng nghi thức nhà phật còn chưa làm hòa thân gật gật đầu nói hôm khác sẽ còn đến làm phiền hòa thượng sư cụ nói xin quan khách cho biết quy tính đại danh hòa thân đáp vài hôm nữa sẽ nói tỉ mỉ hơn nói xong đứng dậy đi ngay tối hôm đó hòa thân ngồi uống rượu trong phòng ngủ có hai cô gái nhan sắc cực kỳ xinh đẹp ngồi hầu một cô châm thuốc một cô đấm đùi hòa thân nói gọi trương thiên hoành đến đây một lát sau trương thiên hoành được gọi tới bẩm quan lớn có việc gì dạy bảo có phải rằng anh đã kết nghĩa kim lan với đại khái giám lưu toàn người hầu cận gần cận của thái hậu không trương thiên hoành nhận có hòa thân hỏi sự giao thiệp hàng ngày của hai người ra sao trương thiên hoành đáp không có chuyện gì không nói thế thì tốt hòa thân đứng dậy nói tiếp một vài hôm nữa anh hãy dẫn Lưu Toàn về phủ, nói rằng ta có việc quan trọng cần nhờ giúp đỡ. Trương Thiên Hoành vâng, rồi quay người định đi ra, khoan, hòa thân trầm ngâm một lát, cảm thấy rằng có một số chuyện cần phải cho Trương Thiên Hoành nói trước với bên đó để tránh sự khó nói của chính mình. Nên nói, anh nên hỏi trước Lưu Toàn xem cô cung nữ chiều nay lên chùa xin thể đó là ai, tên là gì. Thái giám trả lời thế nào, thì tự anh, anh sẽ biết. Trương Thiên Hoành thưa vâng, rồi lui ra. Hỏa thân bèn cho gọi mưu sĩ Chu Y Viên tới, bảo chuẩn bị một ngân phiếu 10 vạn lạng. Chu Y Viên, thưa vâng, rồi định lui ngay. Hỏa thân thấy rằng những công việc chính đã làm xong, bèn nói, sư gia này, âm nên lên giường hút một điếu thuốc đi. Chu Y Viên nhìn hai cô thị nữ sinh như mộng, bèn lên giường, cầm lấy điếu, bắt đầu hút. Hỏa ăn lại cho nhớ tới cái động khoái lạc, đã đi qua lúc ban ngày, liền kể lại cho Chu Y Viên nghe. Chu Y Viên nghe xong phá lên cười sằng sặc, nói, sao tướng công lại không thể tìm khoái lạc ở đấy? Hòa thân lại chợt nhớ tới hai cô cung nữ, và ước ao rằng, giá như được hành lạc ở nơi chùa chiền ấy, thì quả là một sự khoái lạc thật. Nghĩ tới đó hòa thân cũng phá lên cười sằng sặc, ngay lại nói đến đoàn ngựa của cung cấm ở chùa Linh Giới. Số là khi Hoàng Thái Hậu còn tại thế, một lần đi Tây Tuần, lễ Phật ở ngũ Đài Sơn, trên đường đi, có dừng chân tạm nghỉ ở nơi này, Hoàng Thái Hậu thấy bốn xung quanh đều là nơi non nước hoang vu, nhưng lại có cảnh trí đẹp, nên vô cùng thích thú rồi sai các nữ quan vào xin cho bà một quẻ thẻ. Ngôi chùa nhỏ thấy Hoàng Thái Hậu giáng lâm, cũng đẳng biết xoay trở theo cung cách nào cho phải, và cũng chẳng có được một sự chuẩn bị trước nào, nên cũng đành chỉ bê cây ống thẻ vẫn dùng cho khách hành hương bình thường ra. Tất cả mọi người đọc kinh, khấn khứ rồi một cung nữ rút thẻ cho Hoàng Thái Hậu không ai ngờ ứng, cô đã rút được quẻ thẻ tốt nhất, thượng thượng tiêm. Bọn cung nữ quay về báo cho Hoàng Thái Hậu biết, Hoàng Thái Hậu cũng cực kỳ vui mừng. Cuộc Tây Tuần ngũ Đài Sơn thành ra cực kỳ may mắn. Khi trở về, đường về lại đi qua chùa linh giới này, lại sai các nữ quan ghé vào chùa xin cho bà một quẻ thẻ khác. Nào ngờ các nhà sư ở chùa linh giới lại chỉ bê ra chiếc ống đựng thẻ cũ kỹ nứt vỡ lần trước. Kết quả là khi có cung nữ rút lẻ lại rút được quẻ thượng thượng tiêm tốt nhất hoàng thái hậu bèn truyền trì thưởng cho chùa linh giới một bộ kinh bà la mật một chiếc ngọc như ý một đôi bát mã não phút chốc chùa linh giới trở lành nơi linh thiêng người ta làm thêm một số thẻ dài hơn trước mà toàn là loại thẻ tốt thượng tiêm không có thẻ chung hạ tiêm nhưng tất cả vẫn bỏ vào chiếc ống thẻ bằng tre cũ kỹ ngày xưa lại sai tất cả các sư ni suốt ngày ngồi rút thẻ làm cho những chiếc thẻ mới, mau chóng trở thành thẻ cũ, cốt sao, người nơi cung cấm không phát hiện được sự gian trá ấy. Quan huyện sở tại nghe được tin đó, lập tức mò tới tận nơi, bỏ tiền ra tu sửa xây dựng lại, hương khói lập tức nghi ngút hương thịnh hẳn lên. Nhưng từ đó về sau Thái Hậu lại đến đây rất ít. Trước khi Hoàng Thái Hậu qua đời, ngài bỗng nhiên lại nhớ đến ngôi chùa nhỏ bé này. Ngài có dặn dò bọn cung nữ rằng. Sau khi ngài qua đời thì ngày mùng 7 tháng 7 đầu tiên, cung nữ phải đến chùa linh giới, rút lấy một quẻ thẻ, nhưng không được xem nhìn gì, mà cả ngày đêm cung bái tụng kinh ở điện Lạt Ma cho vong linh ngài được siêu đổ, sớm được về nơi thiên giới. Vì những lần đi xin thẻ trước đây đều do cung nữ đi, nên lần này cũng phải do cung nữ đi làm, cấm thái giám không được nhúng tay vào việc này. Hai lần đi xin thẻ kỳ trước đều do một cung nữ tên là Xuân San đi làm. Xuân San biết rằng đây là lần được nhất cô ta có thể đi ra khỏi cung cấm, nên không những cố giữ chặt lấy việc này, mà còn đề nghị cho hai cung nữ xưa nay vốn chỉ biết cung cúc vâng lời đi theo. Hai cô cung nữ này tên gọi là Tuyết Hương và Chu Liên. Xuân San tuổi tròn 18, vô cùng xinh đẹp, rất chủ động quả quyết trong công việc, hai lần lên chùa xin thể kỳ trước, không một ai hay rằng cô ta đã tống tình, chim ngay một nhà sư trẻ nhà sư kia tên là tú viễn rất cao lớn đẹp trai xuân san đã lấy mắt ngó lòng lấy lòng ngỏ thân còn nhà sư tú viễn đã lấy thân đọc mắt lấy mắt nhìn lòng hai người đã hiểu hết ý nhau chỉ chờ cơ hội trong lần sau cô xuân san này chỉ suốt ngày tưởng nhớ tới tú viễn còn tú viễn cũng chỉ suốt ngày tưởng nhớ tới xuân san tú viễn cũng đã từng xem xét tỉ mỉ biết rằng ở đại điện lớn thứ hai là vô cùng kín đáo khó bị ai phát giác thì chỉ có vào, động khoái lạc, mà thôi. Tuy cũng đã từng đưa con nhang vào trong động này, làm chuyện lăng nhăng, cũng đã từng có được cả đêm hành lạc, nhưng chẳng may, đấy chỉ là những cô gái quê và đám đàn bà lộn chồng. Mùa thu năm nay, tấm lòng cung cấm cũng đã tới đây. Tú viễn lập tức nắm vững lấy cơ hội này, trôi vào trốn dưới án thờ của đại điện lớp thứ hai, bụng nghĩ, tất cả là nhờ ở duyên phận mà thôi quả nhiên khi xe ngựa từ nơi cung cấm đến dừng lại. Đầu tiên là thái giám vào tuyên trì tất cả các nhà sư tụng kinh niệm Phật ở đại điện lớp thứ nhất, đại điện lớp thứ hai và lớp thứ ba cấm tất cả các nhà sư ra vào. Đồng thời phải khóa cửa để không có ai ra vào được. Một nhà sư và ba viên thái giám vào đại điện lớp thứ ba, đi lục soát tất cả các ngóc ngách, thấy không người nào, mới cho Tuyết Hương và Chu Liên vào trong cửa cót kết đóng lại, và bập khóa lại một nhà sư dẫn ba thái giám vào đại điện lớp thứ hai, lại lục soát các ngóc ngách không thấy có ai, mới cho Xuân San vào trong. Cửa được khóa bằng một chiếc khóa to, trong chính điện lập tức vang lên tiếng tụng kinh, một phiên đạo tràng, phải dài tới một canh giờ, hai tiếng đồng hồ, en đi. Xuân San quỳ tại đó, Xuân San thấy hối hận vì chỉ có một mình mình vào đại điện lớp thứ hai này, vì đã kiên quyết để Tuyết Hương và Chu Liên ở lại đại điện lớp thứ ba cho thuận tiện mình mình không ngờ cái tên đại thái giám lưu toàn dẫn đầu đoàn kia lại độc ác khóa cửa lại và kế gian phải chờ đến lúc rút thẻ mới thực hiện được xuân san bậm môi nghiến răng tức giận nhung cô lại chẳng nghĩ rằng vốn là một cung nữ làm sao mà có tự do được thôi thì cũng đành vậy mà thôi nghĩ tới đây nước mắt cô tuôn rơi lá chã lại nói tới việc nhà sư tú viễn kia nó mình bên dưới án thờ thấy xuân san bỏ vào đại điện chỉ có một mình rồi còn lập tức khóa lại, thì thấy vui mừng không tả. Lại nghĩ, nếu như bị Xuân San kêu lên, sự việc bị bại lộ hoàn toàn, thì chắc chắn đầu sẽ lìa khỏi cổ. Nhung khi nghe thấy trống tụng kinh vang lên, chợt thấy không còn biết sợ là gì nữa, nên đã phủi bụi trên người, rồi chui từ dưới gầm án thở ra. Xuân San mới đầu nghe tiếng lịch kịch trong gầm án thở, cũng sợ hết hồn, cho rằng có rắn chuột gì đó. Nhung khi nhìn thấy một người chui ra, ngoảnh mặt lại thì lại là con người đẹp trai tú viễn lòng xuân rối loạn bời bời và hai người ôm chầm lấy nhau nhưng họ vẫn sợ bên ngoài cửa nhỡ mà thái giám qua khe cửa nhòm vào nên hai người cùng chui vào gầm án thờ nằm với nhau và bắt đầu cùng nhau làm chuyện mây mưa vì thế có thơ rằng việc này thích hợp trốn rừng mơ không thể đưa vào đại điện chùa nếu như ngậm miệng mà hoan lạc tiếng lạ đâu vang dưới án thờ từ đó về sau mỗi lần xuân san tới chùa Tú Viễn liền dẫn Xuân San vào động khoái lạc, mạnh dạn, hùng hục làm tới. Nhưng lần này, trong khi Tú Viễn, Xuân San đang làm chuyện ấy, đã bị tiếng quát của hòa thân làm gián đoạn nửa chừng, hai người chạy biến mất. Cô Xuân San vội vã về quỳ mọp ở đại điện lớp thứ hai, một lát sau, cửa mở. Hai chú tiểu, khênh ống thể đã để phủ một lớp lụa trắng tiến vào, đi sau là sư cụ và ba vị thái giám. Xuân San bình tĩnh, định thần lại, nói với thái giám hãy gọi tuyết hương và chu liên vào đây một lát sau tuyết hương và chu liên bước vào và mỗi người quỳ một bên xuân san cả ba người cùng vái lại ống thể cho đến khi xong lễ tuyết hương và chu liên cầm lấy bốn góc của tấm lụa trắng xuân san thò tay vào trong rút ra một tấm thể tuyết hương và chu liên bọc ngay tấm thể đó vào giao cho xuân san xuân san bưng tấm thể trúc ấy cùng với các thái giám đi ngang qua mặt các nhà sư ra ngoài Tuyết Hương và Chu Liên đi sau Xuân San. Các nhà sư đúng nhìn họ đi xa rồi mới tản di. Lại nói, vì Tuyết Hương và Chu Liên đi hơi chậm chân một chút, trong khi lần xuống các bậc đá, nên mới trông thấy hỏa thân. Vì hỏa thân vừa ở một khúc ngoặt nhô ra, nên các thái giám đã đi cách xa Tuyết Hương và Chu Liên tới mấy bước chân, nên đều không trông thấy hỏa thân, mà mấy vị thái giám chỉ trông thấy có một bóng người, nên đâu có biết rằng con người kia là hòa thân hòa đại nhân quyền khuynh triều đình và thiên hạ lại nổi đến chuyện hai công nữ tuyết hương và chu liên về nơi cung cấm đến tối thắp ngọn đèn lưu ly kiểu tây ngồi trong nhà trò chuyện trên bàn đặt một chậu bích đào hoa tươi khoe sắc lung linh dưới ánh đèn hai người theo thùa vừa dốc bầu tâm sự tuyết hương hỏi chị liên này chị thấy không làm sao một mình thị xuân san lại dám quỷ ở trung điện như thế nhỉ hãi chết Chu Liên nói, có gì mà phải hãi với sợ. Tuyết Hương, em cứ cảm thấy nó là lạ thế nào ấy. Chu Liên nói, chị cũng có nghĩ như vậy, nhưng cái là lạ ấy là cái gì thế nhỉ? Tuyết Hương nói, nếu như có một người ở đâu đó chui ra, thì sợ đến chết mất. Chẳng có chuyện ấy đâu, mà nếu có, thì có cái gì mà sợ. Chu Liên nói tiếc, Tuyết Hương này, em có nhớ nhà không? Nhớ, em mới tới đây chưa đủ hai năm, mà ngày nào cũng thấy nhớ nhà bao giờ được ra khỏi cung cấm thì sướng quá chu liên nói đừng có bao giờ nghĩ thế nếu muốn ra khỏi cung nhỉ có nằm mà ra thôi hơn nữa nếu như được ra khỏi cung cũng chẳng ma nào thèm lấy mình làm vợ đâu tuyết hương hỏi tại sao chu liên nhìn từ nhìn sau thấy không có ai mới nói bởi vì mình là người của hoàng thượng nhưng mình đâu có nghĩ tới hoàng thượng chu liên nói như đinh đóng cột thì thế đấy em thấy chị xuân san rất thích ra ngoài cung cấm khi Thái hậu còn sống, bao giờ cũng thích theo Thái hậu ra ngoài. Bây giờ Thái hậu mất rồi, chẳng còn có ai yêu quý chị ấy nữa. Chu Liên nói bằng giọng đượm buồn, dù rằng Thái hậu còn sống cũng chẳng ra làm sao, vì rồi từ sau cũng chỉ là chết già trong cung cấm. Tuyết Hương nói, "Chị thấy cái người đàn ông mà ta gặp hôm nay đó, thế nào, xem ra cũng thấy ra dáng ra phết." Chu Liên nói, "Biết đâu đấy, có khi em được xuất cung, em lại lấy đứng cái lão ấy cũng nên." nếu có lấy lão cả hai chị em mình cùng lấy tuyết hương nói xong liền cùng với chu liên cười phá lên ngày hôm sau thái giám lưu toàn người đứng đầu các thái giám người hầu cận gần nhất với hoàng thái hậu đến hòa phù hòa thân đang ngồi chờ khi thấy lưu toàn tới lập tức bước nhanh hơn bước ra khỏi phòng đón ôi lưu công không ra xa đón được thật thất lễ xin tha thứ đúng trước hòa thân ông lưu kia cũng không dám bộ bã nên nói tôi đến vấn an tể tướng đây không dám không dám hòa thân và trương thiên hoành đón đưa lưu toàn vào trong phòng gọi dâm trà mời chào rồi phân ngôi chủ khách hòa thân tiếp lưu toàn nói chuyện vãn một hồi lưu toàn cũng nói thật sung sướng vinh dự khi được đến làm quý khách của hòa phù tiếp đó khéo léo dẫn hòa thân vào đề và nói sang chuyện chính hòa thân thấy cũng đã đến lúc khó nói nên đưa lưu toàn vào trong phòng kín lại phân môi thủ khách. Trương Thiên Hoành ngồi ở cuối bàn, khi đó, lũ A Hoàn bưng chè lên, hỏa thân phẩy tay, bảo bọn A Hoàn đi ra. Rồi cười hì hì nói với Lưu Toàn, "Lưu công ạ, à, nói chuyện ở đây tiện hơn, vừa nói vừa rút từ dưới ủng ra, tờ ngân phiếu 100.000 lạng bạc kia, đứng lên nâng bằng hai tay đưa cho Lưu Toàn, nói, "Ở đây, tôi xin mỏ trước một chút lòng của mình." Nói xong đưa cho Lưu Toàn, Lưu Toàn đâu có chịu nhận ngay đưa đầy còn chán cho đến khi lưu toàn chịu nhận tờ ngân phiếu đưa mắt liếc nhìn thấy con số những người vạn chợt giật mình kinh hãi nghĩ bụng việc này giúp được cũng phải giúp không giúp được cũng vẫn phải giúp đây nhưng cái việc định chiếm đoạt cung nữ của ông tể tướng thực tế là đẩy lưu toàn vào đường cùng đã là thể chế của triều đình làm sao có thể vòng vèo vượt qua được từ lúc đưa xong tờ ngân phiếu cho lưu toàn đôi mắt của hỏa thân nhìn chòng chọc vào lưu toàn không chớp lòng giả của lưu toàn đều đã hiện cả lên mặt và đều đã bị hỏa thân nhìn đọc thấy hết cho nên hòa thân nói lưu công ơi xin ông cứ an tâm việc làm được thì làm việc khó làm đạp bỏ nói xong ha ha cười lưu toàn thấy hòa thân còn ăn nói lấp lửng bèn nói toạc móng heo ra có điều là một người cung nữ không mắc sai lầm sẽ không bao giờ được xuất cung con người cung nữ mắt sai lầm phải xuất cung, e rằng sẽ phải nằm mà ra. Hỏa thân nghe xong, bật cười lớn, một là để che giấu thực trạng của nội tâm mình, thứ hai là cảm thấy loại ngươi loại lưu công này, đứng trước một tấm ngân phiếu người vạn lạng, thì chẳng qua cũng chỉ là một thứ nô lệ mà thôi. Vì thế hỏa thân càng đắc ý, nhìn rõ được tim đen của lưu toàn, nghĩ bụng, việc này thành thì thành, việc gì phải phí lời vô ích. Đợi lưu toàn nói xong, với đầy nỗi rối ren khó gở, hòa thân bền thân mật, làm yên lòng lưu toàn. Trương Thiên Hoành cũng hùa thêm vào, cuối cùng thì cũng làm rách toang được bầu không khí khó thở ra, nên ba người bắt đầu cuộc nói vui vẻ hơn. Nói tới việc mất mát tổn thất trong hậu cung, khi nói tới cái chết của Hoàng Thái Hậu, nói tới sự tốt bụng của Hoàng Thái Hậu, nước mắt lưu toàn bỗng nhiên tuôn rơi lã trả. Hòa thân thấy khi đã nắm chắc được thời cơ rồi, và coi Lưu Công như người đến phủ bàn công việc, nên đã cho làm sẵn một bữa tiệc mời. Cuối cùng Hòa Thân nói, thưa Lưu Công, bản quan có cho làm vội một bữa rượu nhạt, mời Lưu Công dùng tạm. Lưu Toàn chợt nghe lại còn có cả cơm rượu, thấy bàng hoàng sợ hãi, bèn từ chối đòi về. Nhung Hòa Thân đâu có chịu thế, lại còn Trương Thiên Hoành cũng cố níu kéo. Thấy chẳng thể từ chối được, nên Lưu Toàn đành ở lại. Hòa gan dẫn Lưu Toàn vào phòng khách trên bàn đã được bày la liệt các món ăn quý giá mỹ tửu tỏa hương hòa thân mời lưu toàn ngồi ngay vào bàn tiệc và bắt đầu cùng ăn uống ngoặc tay đổi cốc vui vẻ phá trời tiệc tàn lưu toàn dùng khăn nóng lau mặt rồi xin cáo từ hòa thân không giữ nữa bèn nói với trương thiên hoành đưa tiễn lưu công về nhà chỉ một lát sau trong hoa phủ đã có người đem số đồ dùng trang sức bằng vàng bạc để sẵn trên hai chiếc bàn đóng hết vào các quả đựng thức ăn tổng cộng là 20 chiếc quả, và gọi phu kiệu chờ sẵn. Khi Lưu Công lên kiệu về nhà, theo ngay sau là 20 chiếc quả đựng thức ăn để khiêng đi. Quả thực Lưu Công cũng vô cùng oai vệ, hai vò rượu, hai chiếc bình bạc, 10 cốc màu bạc, đôi ống nhổ bạc, một đôi đũa ngà. Tất cả thong dong khuệnh khoạng đi vào đại nội, hôm đó, hòa thân từ triều đình trở về phủ, chẳng có việc gì phải làm. Bèn gọi Trương Thiên Hoành đến bảo Anh hãy đi gọi một số đào kép đến đây Hôm nay thư nhàn Ta muốn nghe hát trong vườn hoa sau nhà Trương Thiên Hoành hỏi Bẩm quan lớn Ngài có biết ở Kinh Thành có gánh hát nào là gánh hát hay không ạ? À? Hòa thân nghĩ một lát rồi nói Gánh gì hồng khá đấy Trong gánh ấy có một cô đào Tên gọi Sở Ngọc Phấn son vào Trông kháu lắm Suy nghĩ thêm một lát Lại nói Gánh Xuân Đài cũng khá lắm Anh đi tìm họ đi Nhưng trước khi đi hãy hỏi qua Chu Tiên Sinh cây đã, ông ấy thuộc loại người trong cuộc nên hiểu biết rành rẽ lắm. Trương Thiên Hoành bèn đi tìm Chu Y Viên bản thêm, Chu Y Viên là người rất thích nghe hát, hí khúc, đàn địch cái gì cũng lầu thông. Khi biết hòa, Tể tướng thích nghe hát, liền nói với Trương Thiên Hoành, nếu cần tìm thì tìm gánh Y La, trong gánh có một đào non vừa đào tạo xong, tên là Hải Đường Hồng, ai nhìn cũng phải say mê đắm đuối. Sau đó y viên bèn viết địa chỉ của gánh hát, rồi cần đến tìm ai, viết lên giấy đầy đủ cho Thiên Hoành, Trương Thiên Hoành liền cầm giấy ấy ra đi. Chỉ một lát sau, Trương Thiên Hoành đã trở về, bảo rằng gánh đó mới dỡ dạp, đi rồi, họ đi Hàng Châu chẳng còn ai ở đó nữa. Chu y viên nghe xong, trầm ngâm nghĩ ngợi một lát, rồi lại lấy dây bút, viết tên gánh hát, tên chủ gánh, nói với Trương Thiên Hoành, đến đây, Trương Thiên Hoành lại cầm giấy ra đi nửa canh giờ sau trương thiên hoành đã trở về nói với chu y viên họ sẽ đến ngay bây giờ chu y viên nghe nói rất phấn khởi bèn dặn dò trương thiên hoành bày yến tiệc ở vườn hoa sân sau trương thiên hoành sau khi thu xếp xong mọi việc trong vườn hoa sân sau bèn ra sân từ mời hòa thân tới hòa thân đưa theo chu y viên cùng ra vườn hoa sân sau trong vườn hoa non bộ núi giả so le cao thấp bố trí đâu ra đấy rồi cây cỏ hoa lá đan sen gọn ghẽ đúng là một nơi cảnh trí đẹp tuyệt vời ông chú gánh hát đứng trước mặt chỗ hỏa thân và chú y viên phân môi chủ khách ngồi xong đâu đấy mới đưa tờ chương trình tới trình hỏa thân chẳng hiểu gì về hí khúc hát sướng liền đưa lại cho chú y viên chú y viên bèn hỏi người chủ gánh đảo chính là ai người chủ gánh luống cuống lôi ra một đứa trẻ nói chào tể tướng đi đứa bé cúi đầu làm lễ hòa thân hỏi tên là gì đứa bé đáp tên là thu hồng ạ à? hòa thân lại hỏi học hát mấy năm rồi mới nửa năm lúc đó chu y viên đã đọc xong tờ chương trình đã chọn vở thê phượng lâu lại đưa tờ chương trình cho hòa thân hòa thân cũng chẳng thèm đọc nói với thu hồng hát đi thu hồng liền hát hồng tan bay trên nước mai nhỏ đậu đầu cành khi ấy ai tôm mày nhạt theo cánh mai thanh xuân cũng phai dần, hồng nhạn bay về, người biền biệt, từ chia ly bữa trước, mày ngài chẳng võ chẳng chăm, trong khi thu hồng hát, hòa thân quay sang nói chuyện với chu y viên. Hòa thân nói, lưu công có tới đây, chỉ nói công nữ xuất cung như thế nào, nếu như công nữ có sai phạm, phi bị đánh đòn, thì đi đầy. Biết tính sao bây giờ, chu y viên đã sớm nghĩ tới việc này, nhưng ông ta lại không nghĩ như thế. Nên nói với hòa thân, thưa ngài, theo tôi, trước hết phải làm như thế này. Hòa thân hỏi ngay, làm thế nào, cái chùa linh giới ấy, cứ đem tiền bạc ra là có thể sai khiến được. Tốt nhất là cứ bảo lưu công sai công nữ tới đó lần nữa, đến lúc ấy. Hòa thân lắng nghe, thấy cũng có lý, không nói gì, nhưng ngồi nghĩ, trong khi đó tu hồng vẫn hát, hoa lê nát tan, hoa mại phai ra, lòng buồn ly loạn bên sông cửa, hồng hồ điểm, khắc lậu canh tàn chàng hỡi chàng, thép vì chàng thiêu đôi uyên ương mà đôi tay run rẩy hỡi chàng, hòa thân bèn quát lên một tiếng, bay đông, trương thiên hoành bèn từ phía sau nhau lên, hòa thân nói, thưởng, thu hồng lĩnh bạc, bái tạ, lại thêm một đào mới, chủ gánh hát giới thiệu, bẩm tể tướng, đây là xuân hồng, hòa thân chẳng hỏi han gì, chỉ nói, hát đi, đào xuân hồng bắt đầu hát, hòa thân nói với chu y viên, sư gia, theo tôi sư gia nên đến trước chùa linh giới một lần, xem xem có điều gì đáng ngại không, và xem xem ta nên thi hành kế sách nào cho tiện. Sư gia có lẽ gầy gian nan mất hai hôm đấy chờ sư gia về, ta sẽ bản thêm. Đối với chu y viên làm gì có chuyện không vâng lời, nên nói đi là đi thôi, y nghĩ nên mang theo một cái gì đó. Sáng mai tôi đi sớm, sau đó hòa thân rời chỗ ngồi, nói các anh cứ nghe tiếp đi, ta về phòng đây, chu y viên đứng dậy, đưa tiễn hòa thân ra về, rồi lại ngồi xuống tiếp tục nghe hát, nhưng thực ra đang nghĩ đến việc đi tới chùa linh giới như thế nào. Hồi thứ 19, này lại nói về chu y viên kể từ lúc hòa thân ra về, đã khổ tâm suy nghĩ mông lung, kịch hát cũng chẳng còn nghe được gì nữa. Sau khi Xuân Hồng đã hát xong, chủ gánh hát đề nghị ông ta chọn thêm bài vở mới, nhưng chẳng còn bụng dạ nào nữa, nên đã bảo thủ quỹ trả tiền rồi tống khứ họ đi, còn mình cũng quay về phòng riêng vừa thu xếp hành lý, vừa nghĩ cái kế hoạch đi tới chùa linh giới như thế nào. Cho đến khi mọi tính toán đã chín, hành trang cũng đủ đầy, thì trời cũng sắp sáng. Lúc ấy mới ngả mình xuống giường, chợp mắt một lát. Hôm sau, trời vừa sáng đã chạy đi tìm hòa thân. Hòa thân cũng sắp sửa vào trầu, thấy chu y viên tới, nên dừng lại chờ. Chu y viên tới, thi lệ xong, bèn nói bẩm tế tướng, có hai việc cần làm hòa thân nói nói đi chu y viên nói việc đầu tiên tôi cần tướng phủ cho một người bảo vệ lanh lợi hòa thân đáp tùy nghi việc thứ hai tôi cần một ngân phiếu một vạn lạng cũng tùy nghi chu y viên vái chào hòa thân nói sư gia hãy cẩn thận nói xong hai người chia tay chu y viên bèn vào phòng cảnh vệ trong tướng phủ phòng cảnh vệ này chỉ có một việc là bảo vệ hòa thân vào trầu, tan trầu trở về và xuất ngoại tuần du họ được chia làm hai ban một ban theo hòa thân, một ban ở lại bảo vệ tướng phủ. Dù hòa thân đi đâu, họ cũng ở lại tướng phủ, bảo vệ tướng phủ cùng gia quyến hòa thân. Bạn có biết chu y viên vào đây tìm ai không? Ông ta tìm một anh bảo vệ có tên là Phúc Sinh. Anh chàng Phúc Sinh này mới chừng 18, 19 tuổi, vào nghệ cao cường, lại là một tay thanh niên rất đẹp trai, ai nhìn cũng mê. Những người trong cùng ban, ai cũng bảo tướng mạo anh ta thuộc loại hàng đầu hỏa thân cũng rất yêu quý anh ta. Phúc sinh có một thân hình cường tráng, tinh lực dồi dào. Cứ đêm đến, anh ta thường dở môn khinh công của mình ra, nhảy lên nóc nhà, rồi lướt đi trên đó. Về sau, mọi người đồn đại rằng đã có chuyện lạ xảy ra ở đây, nhưng chẳng làm sao bắt được anh ta. Cho nên, người cho rằng, bớt đi một việc còn hơn bới thêm ra một việc, nên thôi. Chính Chu Y Viên đã nhận ra sự to gan lớn mật này của Phúc Sinh vào đến sân đã thấy phúc sinh đang tập võ khi thấy mưu sĩ chu tới liền vòng tay chào chu y viên liền đem việc phải đi tới chùa linh giới cùng với những lời dặn dò của hòa thân nói lại cho phúc sinh nghe anh chàng phúc sinh ấy nghe xong mọi huyện làm gì có chuyện không vâng lời nên ngay lập tức gói một khăn gói khoác lên vai rồi ra khỏi sân cùng với chu y viên đến lúc này chu y viên mới nói thêm còn phải trở về thư phòng lấy hành lý và gọi thêm một tên thư đồng cùng đi. Phúc sinh nói, nếu ông không thấy có gì phiền toái, thì chẳng cần cải lấy thêm một thư đồng làm gì. Trên đường đi, tôi hầu hạ ông là được. Chu y viên nghe thế thấy vô cùng vui vẻ vì hợp ý, đi về thư phòng chỉ lấy hành lý, và hai người ra khỏi ông phù. Hai người đầu tiên đi xe của hòa phù tới chạm xe, tới chạm xe thuê một cỗ xe khác, ngồi lên, rồi ra khỏi kinh thành. Trên đường hai người chuyện trò rôm giả và phong cảnh đẹp dần dần đã hiện ra nói chung cả hai đều rất vui chu y viên thấy cần phải dặn dò thêm phúc sinh nên nói phúc sinh này khi tới chùa linh giới việc gì tôi bảo anh làm anh cứ mạnh dạn mà làm cho tới cùng việc gì tôi không bảo anh làm dù thế nào cũng không được phép làm rõ chưa phúc sinh cũng là một con người thông minh nên nói xin hoàn toàn tuân lệnh của tiên sinh chu y viên lại nói anh phải coi như là người hầu của tôi nhớ mà làm đến chùa linh giới nếu có ai hỏi anh phải nói tôi là khách thường ở giang nam đến đây để chờ người tới sau gặp nhau xong sẽ cùng vào kinh phúc sinh gật đầu thưa vâng và ghi nhớ trong lòng chu y viên đem theo phúc sinh và đã vào ở nhờ trong chùa linh giới ngôi chùa này được xây dựng thế triền núi ngoảnh mặt về hướng nam cổng chính lên chùa trên núi cũng là hướng nam qua cổng là đến chùa hạ lớp dưới cùng đi qua một khoảng sân, nằm trên lưng trùng núi, là chùa chung ở lớp giữa, ở chỗ lưng chừng núi này có san bằng một khoảng đất, và chùa thượng cũng nằm ngang đó, sau nữa là đỉnh núi, có điện linh tiêu, giữa chùa hạ, và chùa chung, nối nhau bằng nhũng bậc đá cao tới hơn 10 trường. Về phía đông của chùa chung, chính là cái cần ngách cũ kỹ mà hòa thân đã phát hiện ra, bỏ lâu ngày không đi tu sửa gì. Nên khách hành hương chẳng có ai đi theo con đường ấy phía tây chùa chung, cỏ dại mọc ngập đầu, kéo dài xuống phía dưới, cũng chỉ là nơi bỏ cho cỏ mọc, nên cũng chẳng có bóng người. Chùa chung ở lớp giữa, thấp hơn chùa thượng ở lớp trên, cũng có một khoảng sân, chạy dọc theo hai phía đông tây và hai giải vũ, sư cụ ở khu này. những khách hành hương vào chùa núi, cần ở lại, thì ở dãy nhà nằm về phía đông chùa hạ, và thấp hơn chùa chung bằng một mảnh sân riêng. Chu Y Viên cùng với Phúc Sinh ở lại nơi này không lâu sau một người xem ra là người chủ trì ở đây đem theo một tiểu đồng tới thăm khi vừa nhìn thấy chu y viên đã cất tiếng chào quy khách tới đây mà không ra xa đón tiếp được thật là có lỗi chu y viên vội vàng đáp lễ tên tiểu đồng mang trà với hai người trò chuyện một hồi lâu rồi người chủ trì kia đứng dậy xin cáo từ nhưng đứng đó nói nếu quy khách muốn dùng cơm chùa đây có cơm chay nhưng chùa nhỏ quá nghèo nên mong được quý khách làm công đức. Chu y viên được coi như một phú thương, nghe xong, bèn rút từ ủng ra một tờ ngân phiếu, nói, đây là khoản tiền cơm nước của hai thầy trò chúng tôi trong khi ở tạm lại quý chùa, rất mong được thu nhận và xin đừng chê cười. Vị sư đó cầm lấy tờ ngân phiếu và đọc, thấy trên có viết 500 lạng, nên vội vã cúi người sát đất tạ ơn. Chu y viên chẳng chú ý gì đến việc đó, và vị sư vâng vâng dạ dạ đi ra. Thì ra cái số một vạn lạng mà chu y viên lĩnh từ hòa phủ ra trừ năm trăm lạng đem đến đây còn lại đều gửi về cho gia đình chi dùng lại nói về phúc sinh ngày ngày ở trong chùa chẳng có việc gì làm chỉ có đi lại loanh quanh hôm đó leo lên điện linh tiêu trên đỉnh núi ngắm nhìn tứ phía phía đông là một giải hồ biếc xanh sóng ngượn chập chờn phía nam là con đường cây quan lớn với hai hàng tùng thẳng tắp mát mẻ phía tây là cả một cánh đồng cỏ xanh rờn, gần đó là những ruộng lúa mạch, khói lam lan tỏa, nhìn về phía bắc thấy một khu rừng âm u rậm rạp, tùng phong chen chúc, đẹp như một bức tranh. Ngắm nhìn, đến thành ngây thành dại và đứng chờ chân ở đấy. Đột nhiên, Phúc Sinh nhìn thấy một người đàn bà từ phía đông đi lên, tay xách một cái làn. Nhìn phải, nhìn trái, ngó ngược, ngó xuôi, rồi chui nhanh vào chỗ cửa ngách biến mất. Phúc Sinh thấy thế, trong lòng không khỏi có những băn khoăn, người đàn bà ấy tới đây không phải đi lễ, cũng chẳng phải đi hái nắm, làm sao tụt vào đó rồi biến mất. Phúc sinh nhìn chăm chú hơn, lại bỗng nhiên từ một góc chùa, nhô ra một nhà sư trẻ, nhìn trước nhìn sau, không thấy có ai, liền bước nhanh vào, và lại chui tụt vào cái cửa ngách mà người đàn bà vừa chui rồi cũng biến mất. Điều đó làm Phúc sinh nảy sinh ra lòng tò mò, bèn dùng khép khinh công, chạy như bay tới đó khi đã chạy tới chỗ cửa ngách, liền đầy cửa, cửa đã vị chèn bên trong, Phúc Sinh muốn không cho ai nhìn thấy mình, liền tìm một cây tùng cành lá rậm rạp, trèo lên, kéo cành lá che kín người rồi kiên nhẫn ngồi rình. Ngồi rình, mất đến hơn một canh giờ, cho đến lúc mặt trời lên thật cao, mới thấy có tiếng cót két mở cửa. Người đàn bà chui ra trước, thấy xung quanh chẳng có ai mới băng mình chạy đi. Phải một lúc lâu sau, nhà sư xe kia mới chui ra rồi thấy ngồi xổm trên đám cỏ tranh, làm gì vậy? Anh ta vươn vai, đến bên một gốc tùng, bậy bạ ra đấy một bãi, rồi mới đi. Đợi người đàn bà đi, không còn nhìn thấy bóng dáng đâu, nhà sư trẻ cũng đã biến vào trong chùa, Phúc Sinh Lai dùng khinh công nhảy xuống, chạy tới chỗ cửa ngách xem xét. Cửa ngách ấy cao chừng đầu người, xung quanh là những cây thanh hao cao ngập đầu, che kín hết. Cửa này trông chẳng có vẻ gì gọi là cách cửa ngày đó có một đống đất lù lù, trông cứ tưởng một ngôi mộ. Cánh cửa đã qua cu kỹ, nhưng chiếc khóa hãy còn mới, rất chắc. Phúc Sinh vô cùng hồ nghi, xem đi xem lại một lúc nữa, mới quay trở về phòng, nói lại mọi chuyện với Chu Y Viên. Cái cửa ngách hết sức bí mật đó, làm sao hôm trước lại để cho Hòa thân vào lọt? Thì ra, cái cửa ngách này hàng ngày lúc nào cũng khóa chặt và cứ theo thói quen, thì chẳng có nhà sư nào mò tới đây làm gì coi như một chỗ đất bỏ hoang. Những khách hành hương tất cả đều đi theo cửa chính. Chẳng ngờ, hôm đó, Hòa thân lại lên núi bằng lối phía đông, lại không biết đường nên đã rẽ lạc vào cho đám cây thanh hao, nên mắt vẫn nhìn thấy chùa, nhưng dưới chân lại chẳng có đường, và khi rẽ những cây thanh hao ra thì đột nhiên trông thấy cái cửa ngách này. Cho rằng đi qua cửa là có thể tới chùa, nên đã chui vào cửa. Mà cái cửa ấy hôm đó tại sao lại mở, không khóa. Thì ra, ngay từ sáng sớm hôm đó, nhà chùa đã biết được tin là hôm nay sẽ có người từ hậu cung tới. Sư cụ đã cho đóng cửa đại điện, nhưng lại không nói lý do cho sư sãi biết. Cho đến khi ngựa xe của hậu cung vào đến nơi, mới dồn tất cả mọi người lên đại điện chùa thượng trên cùng. Ban đầu sư tu viễn cũng không rõ nguyên nhân tại sao lại đóng cửa chùa. Cho nên khi ngựa xe của cung cấm tới nơi, mới biết rằng có xuân san cùng tới thế rồi lấy cớ là đi tiểu chuồn khỏi chỗ người ngựa co cẳng chạy về phía đông đến địa điểm rẽ đám cỏ tranh vào mở cửa ngách anh ta ở bên trong nên không khóa ngoài được và thời gian quá gấp gáp nên cũng không kịp tìm cái gì để chống bên trong và vội vã chạy tới chui vào trong đại diện chùa chung vì thế mà hòa thân mới vào bên trong hầm được phúc sinh về tới phòng ăn cơm trưa mới đem mọi chuyện được chúng kiến buổi sáng nói lại với chu y viên Chú y nên nghe xong, vội vã nói ngay, thấy rõ cái cửa hầm ấy chứ. Phúc sinh ngờ ngợ, hỏi, sao ngài lại biết bên trong đó có hầm? Chú y vì tiên biết mình đã nói lỡ lời, chỉ con biết cách là bắt Phúc sinh thề độc, rồi đem chuyện hỏa thân đi nhầm vào cái hầm bí mật ấy nói lại. Nhưng còn chuyện hòa thân định chiếm đoạt cô công nữ, vẫn không dám nói ra. Phúc sinh xưa nay vốn là một con người lanh lợi thông minh, nên cũng chẳng còn lạ gì mọi việc mọi chuyện hàng ngày của hòa thân cho nên cũng đã ngầm hiểu được tại sao lại phải tới chùa linh giới này chu y viên nói với phúc sinh anh có nhìn rõ mặt mũi cái anh sư trẻ đó không phúc sinh đáp sao lại không rõ chứ ạ à? cái nhà anh sư trẻ đó vô cùng đẹp trai chẳng trách bọn đàn bà con gái cứ xô tới hiến thân cho hắn chu y viên gật gật đầu nói phúc sinh tôi đã nói với anh rằng anh đến chùa linh giới có việc của anh nên việc của anh là bằng mọi cách phải kết thân cho được với cái anh sư trẻ ấy, chỉ có một việc đó thôi, ăn uống, gái điếm, cờ bạc anh được phép làm tất. Giò xét cho đầy đủ mọi việc của anh ta, càng kỹ càng tốt. Phúc sinh nhận lệnh, ăn cơm xong, Phúc sinh bèn vào chùa đi loanh quanh. Cho sang đến buổi chiều, mới lại trông thấy nhà sư trẻ tuổi kia. Bạn có biết nhà sư trẻ đó là ai không? Chính là ác tăng tú viễn. Phúc sinh đã thấy rõ tú viễn đi vào đại điện chùa chung nên đi lòng vòng một lát, cả khu chùa vắng tanh vắng mắt, và một lát sau mới bước vào đại điện chùa chung, giả vờ không hiểu gì về bức tranh thờ, nên hỏi Tú Viễn. Ban đầu Tú Viễn chỉ trả lời mà không thèm nhìn mặt xem là ai, nhưng một lát sau đã nhận ra Phúc Sinh cũng là một thanh niên khỏe mạnh sinh trai, xem chừng như chẳng phải là kẻ tôi đòi, mới bắt đầu có cảm tình. Một chút, nên mới mạch lạc rõ ràng trả lời từng câu Phúc Sinh hỏi hai người xưng tên xưng họ, chuyện trò, có như đã quen biết nhau. Phúc sinh biết không nên làm tú viễn quá chú ý tới mình, nên giả vờ hết việc, rút ra khỏi đại điện, bước ngoặt đi. Nhưng chỉ một lát sau đã quay trở lại chùa chung, nhón chân, nhón gót, đi rất nhẹ nhàng. Bước vào đại điện, đã nhìn ngay thấy tú viên đang sơi một tảng thịt bò hầm, rất ngon lành, vừa ăn vừa gục mặt xuống bàn đọc sách phúc sinh nghĩ tảng thịt bò hầm này chính là người đàn bà kia mang tới để tăng cường sức lục nghĩ tới đó phúc sinh bất giác bật cười tiếng cười làm cho tú viễn giật mình ngẩng đầu lên thấy phúc sinh tú viễn bèn gấp ngay sách lại nhét vào trong ngăn kéo song phúc sinh cũng kịp nhìn thấy hình ảnh những người đàn bà đẹp in trong sách và biết ngay đó là một bản dâm thư phúc sinh nói một cách rất tự nhiên bình thản sách của ông anh xem đây chẳng bằng được sách của thằng em đã thu thập được đâu. Tu Viễn cũng là một con người nhạy bén, bí mật của mình đã bị chọc thủng, nên chẳng vờ việc gì. Hỏi ngay, ông anh mang theo nhũng sách gì vậy? Phúc sinh thấy cá đã cắn câu, bèn nói, tối nay, tôi đi tìm anh, cho anh xem. Tu Viễn nói, để tôi tới chỗ anh, nhưng Phúc sinh hiểu ý Tu Viễn, nên nói, ông anh yên tâm, chỉ có trời biết, đất biết. Tu Viễn nói nối vào, chỉ có anh biết, tôi biết, nói xong, hai người cùng cả cười, Phúc Sinh và Tú Viễn hẹn giờ giấc gặp nhau xong, bèn cáo từ lui về. Từ đó đi ra, Phúc Sinh chạy thẳng tới phòng chu Y Viên. Phúc Sinh vui hớn hở nói, thưa ông, mọi việc tôi đã thu xếp xong, chu Y Viên vội hỏi, thu xếp xong ra làm sao? Phúc Sinh bèn kể lại tất cả mọi chuyện về Tú Viễn cho chu Y Viên nghe. Không ngờ, nghe xong, chu Y Viên vui mừng lộ ra mặt. Rồi lập tức hỏi, bây giờ là mấy giờ? Phúc Sinh nói giờ. Chu Y Viên nói tiếp, anh phải đi mau về huyện Huyền Bình, cả đi cả về, phải tính sao, về đến nhà trước bữa cơm tối. Phúc Sinh hỏi, làm gì ạ? À? Chu Y Viên bèn nói tất cả mọi điều trong kế hoạch của mình cho Phúc Sinh biết. Phúc Sinh nghe xong, niềm vui liền chào tới, rồi ngay lập tức lĩnh của Chu Y Viên, 200 lạng bạc, đem theo một bộ quần áo, rồi lập tức lên ngựa, ra roi, phóng về huyện Huyền Bình. Khi bắt đầu lên đèn, đã thấy Phúc Sinh dắt ngựa, đưa về theo một thanh niên rất trẻ ngồi trên mình ngựa hai người vào chùa người gác cửa thấy có khách tới bèn đi tìm những người khác đang ngơ ngác tìm kiếm phúc sinh mỗi người một nơi về có người hỏi tìm thấy rồi sao phúc sinh nói không những tìm thấy một người mà còn tìm thêm được một người nữa kia tất cả mọi người đều vui mừng phúc sinh đưa người đó vào trong chùa rồi đưa vào nhà nghỉ bạn bảo người thanh niên còn rất trẻ này là ai anh A đâu phải là một thanh niên trẻ, mà là một cô, cô ta là gái thanh lâu của Phúc Nguyện Lâu, trên một phố lớn cổng thành huyện Uyển Bình, tên gọi Uyển Nhi. Phúc sinh đã theo đúng kế hoạch của Chu Y Viên, đi thẳng đi Uyển Bình khi trời chưa tối, ký cược với chủ hiệu Phúc Nguyện Lâu 200 lạng bạc, để đưa cô gái về đây, còn về giá cả, mặc cả với nhau là, cứ qua một đêm lão chủ hiệu sẽ được 50 lạng bạc, còn tiền của Uyển Nhi tính riêng uyển nhi liền hỏi ngay giá cả với phúc sinh phúc sinh biết rằng không thể để việc nhỏ làm hỏng việc lớn nên nói ngay mỗi ngày một trăm lạng nghe nói vậy cô uyển nhi cứ tưởng phúc sinh nói đùa không ngờ phúc sinh chính thức nói lại một ngày một trăm lạng nhưng có điều kiện uyển nhi nói xin cho biết phúc sinh nói chuyện ấy đòi hỏi ra sao nhất nhất phải tuân theo không ngờ uyển nhi đã cười lên khanh khách nói lẽ nào lại không làm được phúc sinh cũng không muốn lắm lời nữa bảo cô hãy tẩy rửa son phấn, mặc quần áo đàn ông, hai người cưỡi ngựa chung một con ngựa phóng như bay về chùa linh giới. về đến chùa linh giới, phúc sinh liền thu xếp cho uyển nhi ở vào cạnh phòng chu y viên, còn mình ăn uống qua loa cho xong bữa. xem thấy giờ hẹn cũng sắp tới, bèn đi ra cửa chờ tú viện. tú viện nghĩ tới mọi việc trong ngày hôm nay, lúc có vẻ nghi ngờ, lúc có vẻ sợ hãi, lúc lại sợ rằng nếu có ai biết được, thì việc bé sẽ xé ra to mà thành đổ vỡ tan nát hết ngồi trong nhà nghĩ quẩn nghĩ quanh như vậy mà nghĩ mãi chẳng ra nhưng rồi lại thấy ngày nào cũng như ngày nào ngồi lì bên chiếc đèn dầu cũ kỹ mãi thật chán ngắt buồn tênh có được người bạn đồng lứa tốt chuyện trò với nhau một đêm mà lại toàn là những chuyện thích thú cũng hay lại nghĩ anh ta cho mình xem cái gì đó là việc của anh ta ta sợ cái gì nhỉ nghĩ tới đó bèn bước ngay ra khỏi cửa thật vừa hay, Phúc Sinh cũng đang đợi Tú Viễn, hai người cùng trở về phòng riêng của Phúc Sinh, nói chuyện tào lao một lát, Tú Viễn thấy ngán ngẩm vì nó không đi vào đề, nên rất sốt ruột. Nhung lại không dám nói ra, Phúc Sinh biết là đến lúc rồi, bèn kín đáo nói, ông anh này, tôi cho ông anh xem cái này còn đã hơn cái của ông anh xem lúc ban ngày nhiều. Nói rồi, rút từ trong chiếc hòm để dưới gầm giường ra một cuốn sách, mở rộng ra, Tú Viễn nghe vào xem ngay lập tức đôi mắt lóe sáng. Đó là tập liên triệp bao gồm 24 bức vẽ xuân cung, với những nét vẽ tuyệt vời bằng thuốc màu nước sống động, y như thật. Tu viễn đã không xem thì thôi, nhưng khi đã xem vì bị cuốn hút không rời mắt ra được nữa, mở rộng tập tranh ra, mỗi bức một kiểu một dáng khác nhau, gật gù lia lịa, khen đẹp. Phúc sinh cũng len vào một bên, chỉ chỉ trò trò tán tụng, trong phúc chốc, hai người đã như quen sẵn nhau đây từ kiếp trước có bài thơ chứng minh hải đường thấp thoáng oanh bay dạo dưới trúc xanh xanh giọng yến trong đàn thành đôi nét nhờ con tạo một mảnh xuân tình vẽ chẳng xong cả hai kẻ một tiếng người một câu quay lại bên bọn đèn cổ chuyện trò gắn bó như keo như sơn tuy vậy phúc sinh vẫn còn kìm nén được nhưng tú viễn thì đã mê mẩn bàng hoàng hận rằng nhũng cô gái đó không biến được thành người thật để bước ngay vào cuộc mây mưa bỗng nhiên Phúc Sinh hạ giọng xuống, nói nhỏ, ông anh này, thằng em thấy ông anh cũng thuộc loại thập thành rồi đấy. Thằng em này cũng chịu không nổi nữa rồi, nhưng thằng em này có một cách tuyệt hay. Tu viện túm chặt lấy Phúc Sinh hỏi ngay, nói mau, nói mau, Phúc Sinh bèn nói, em có một đứa nhỏ, có thể dùng được. Tốt nhất là ta tìm lấy một nơi nào đó, rồi tha hồ mà vui chơi, hoan lạc. Khi tu viễn nghe nói là một đứa nhỏ, thì hưng thú sút đi mất một nửa xong vẫn tiếp tục hỏi, cái đứa nhỏ này, Phúc Sinh thấy Tu Viễn không khoái, liền nói, cái đứa nhỏ này của thằng em hoàn toàn khác với loại khác. Tu Viễn vội vã hỏi tiếp, hoàn toàn khác với loại khác là sao? Phúc Sinh thấy đã đúng thời cơ, nên quỳ hai gối xuống mà nói, ông anh phải thề với thằng em, không được hé lộ một tí gì cho ai biết chuyện này. Tu Viễn nghe thấy dễ dàng quá, bèn thề ngay lập tức. Phúc Sinh đang định nói tiếp. Chợt nghe thấy tiếng chu y viên gọi, Phúc sinh đâu? phúc sinh đâu nhỉ phúc sinh vội vã chạy ngay về bên đó một lát sau quay trở lại vừa đi vừa lầu bầu chửi bới thằng già chết tiệt làm cụt hứng của bố mày đi sau đó phúc sinh tiếp tục nói ông anh ông anh hỏi đứa nhỏ của thằng em khác người khác chỗ nào chứ gì đứa nhỏ ấy thực ra là một cô gái thằng em đưa về đây đấy tu viễn lại túm chặt lấy phúc sinh hỏi dồn thật thế chứ sao không nói sớm một tí thằng em sợ ông anh không dám chơi Đâu có đâu có, bây giờ con bé ở đâu? Phúc Sinh đáp, thằng em đang giấu nó đi rồi. Tú Viễn sung sướng tưng bừng, thế thì tuyệt vời, Phúc Sinh lại làm ra bộ khó khăn, nhưng mà ở đâu mới được chứ? Tú Viễn nói, tôi có chỗ mà, nói đến đây Tú Viễn cũng quỳ xuống nói với Phúc Sinh, anh cũng phải thề với tôi rằng, không nói cho người nào biết. Phúc Sinh cũng đành thề, Tú Viễn nói, đi theo tôi. Phúc Sinh vội túm Tú Viễn lại, nói, này ông anh, ông anh xem trời còn sớm thế này nhỡ bị người ta nhìn thấy thì tính sao? Tu viện đứng trong cửa sổ nhìn ra ngoài trời, các tăng xá vẫn còn ánh đèn. Liền rụt đầu vào nói, tôi còn có một con đường riêng, anh đi đưa con bé đến đây, Phúc Sinh bèn đi gọi Uyển Nhi tới, Uyển Nhi vái tú viễn một cái. Phúc Sinh bèn ngăn lại, chờ một lát nữa rồi tha hồ mà lễ bái, nói rồi, tay sách làn thức ăn, đi xuống lầu cùng tú viễn. Ba người, người nọ dắt tay người kia, lẻn ra cửa sau chùa gió đêm ù ù, không một bóng người. Ba người vừa đi vừa chạy, theo Tú Viễn lên chỗ cửa ngách. Ba người đã chạy tới chỗ cửa ngách, Tú Viễn mở khóa, dặn dò Uyển Nhi và Phúc Sinh rằng, khi đã vào bên trong tuyệt đối không nói gì nữa. Uyển Nhi và Phúc Sinh theo đúng lời Tú Viễn dặn, vào đến bên trong cửa rồi, đã gần như phải nín thờ. Tú Viễn lấy ra một cái chốt, chốt chặt cửa lại, đề phòng cửa bị đẩy bật ra. Chốt xong, cầm tay Huyền Nhi kéo đi, Huyền Nhi lại kéo theo Phúc Sinh. Ba người dò dẫm từng bước, bước đi bước dừng, đi rất lâu. Trong hầm tối không nhìn thấy gì hết, ba người nín thở, im lặng như chết. Đi một lúc lâu lắm, Tu Viễn mới nói, "Thế là ổn cả rồi." Nói xong, lại chỉ nghe thấy tiếng chân bước gấp và chẳng còn thấy Tu Viễn đâu nữa. Phúc Sinh hỏi, "Thế này là thế nào?" Huyền Nhi đáp, "Không biết." Phúc Sinh chợt thấy căng thẳng hẳn lên và bất chợt lại nghe tiếng tu viễn gọi lại cả đây tu viễn nói xong bật cười ha hả một lát sau đèn sáng trong đường hầm tối đen như mực cũng đã le lói được tí ánh sáng phúc sinh lôi huyền nhi đi theo một góc ngoặt đã nhìn ngay thấy tu viễn đứng ở giữa căn hầm bên cạnh đó là một ngọn đèn đang leo lét cháy bên cạnh cây đèn là một cái ổ cỏ bên trên phủ một chiếc chăn xô lệch rúng gió phúc sinh biết rằng đây chính là địa điểm đã được tu viễn sắp xếp Phúc Sinh đi tới trước mặt Tú Viễn nói, quả thật là ông anh giỏi thật, những chỗ như thế này, có đến thánh cũng không biết được. Nói xong, hai người cùng bật cười, Phúc Sinh kéo Huyền Nhi lại, còn Tú Viễn đứng một tên, mắt nhìn mà thấy lòng nhộn nhạo hẳn lên, và không biết rằng mình nên làm tới, hay đúng chầu rìa, mà xem. Phúc Sinh đã nhìn thấu suốt gan ruột Tú Viễn, bởi đã nhìn rõ cặp mắt thèm thuồng của Tú Viễn, nên đã đẩy Huyền Nhi vào ngực Tú Viễn tu viễn không sao nhịn thêm được nữa thế là hai người đành phải lần lượt anh hát xong đến tôi lên sân khấu luân lưu lên xe xuống ngựa cứ như thế phải đến quá nửa đêm họ mới thấy mệt xong việc Huyền nhi quấn chiếc khăn lăn ra ngủ phúc sinh bèn nói với tú viễn này ông anh ông anh xem xem đây là cái gì tú viễn ghé sát tận nơi đó là cả một làn thức ăn đổ uống lại một trận gieo mừng phúc sinh mở các hộp thức ăn ra bên trong giã có sẵn nửa con ngỗng béo, nửa con gà quay, một đĩa thịt hầm, một đĩa cá rán, rau quả nộm hai đĩa. Phúc sinh lấy bát đĩa ra và ở bên dưới cùng là một vò rượu. Điều đó khiến tú viễn vui sướng phải nhắc đi nhắc lại người anh em chu đáo quá. Thằng anh này gặp được chú em thực đúng là phúc từ ba kiếp để lại. Tiếp đó hai người ngồi trên hai chiếc ghế nhỏ bắt đầu chén chú chén anh cùng nhau ăn uống hai người vừa ăn uống vừa chuyện trò, và nội dung câu chuyện không ngoài hai chữ ái tình. Chuyện của hai người nghe đến phát khiếp lên được, tu viễn sau một ngày mệt nỏi dã rời, nay lại bị rượu đánh từ trong đánh ra, nên đầu nặng chịu lưỡi líu lại. Phúc sinh thấy tu viễn đã có phần say, nên lại càng chúc thêm nhiều nữa. Tú viễn lè nhè, tử phùng chi kỳ thiên bôi thiểu, rượu gặp chi âm, ngàn chén còn là ít. Hôm nay anh làm quen được với chú em, là anh có phúc từ ba kiếp trước. Nói xong lai cạn cả một cốc rượu lớn, phúc sinh thấy tú viễn đầu đã choang vắng, mắt đã lờ đờ, lưỡi dài ra thêm một đốt, bèn nói một cách lập lờ. Ông anh, ông có biết tại sao thằng em này lại dám kết giao với ông anh không? Tú viễn nheo nheo mắt nghiêng nghiêng nhìn, nói, tại, là, tại làm sao, xế chưa hôm nay, thằng em nhìn thấy ông anh cùng với một người đàn bà vào trong hầm này. Thằng em chắc là ông anh đã vui vẻ với người đàn bà ấy, đúng không phúc sinh cố ý hỏi vậy tu viễn đáp tính gì chuyện ấy bọn đàn bà nông thôn ấy mà cũng chẳng thích thú gì đâu này phúc sinh chú em thề đi anh sẽ nói cho chú em nghe một chuyện phúc sinh thề thật độc nghe phúc sinh thề xong bèn nói thực ra chuyện chẳng hẹn mà nên hai anh em chúng ta là loại chi kỷ ở mức độ nào nhỉ anh và cái bọn đàn bà nông thôn ấy mà chẳng tính được vào cái công bậc nào hết Thực ra, thực ra, anh còn đáng được căng biển nêu gương nữa kia. Phúc sinh hỏi, vì sao, tu viễn lại uống thêm rượu, rồi ngật ngưỡng nói tiếp, cả lũ chung nó là đồ bỏ, toàn là đến van xin anh thôi. Có đứa thì tại thằng đàn ông trong nhà vô dụng, có đứa lại vì lấy nhau đã lâu mà không có con, có đứa là gái quá. Tu viễn uống đã say mềm, tất cả những của đó chẳng ra cái gì hết. Anh nói cho chú nghe một chuyện động trời đây này, chú phải trụ chân cho vững nhé đúng là chuyện động trời đấy. Tú Viễn nói tiếp chuyện động trời này, là cái thằng tôi, Tú Viễn đây, chẳng là cái quái gì cả, vậy mà đã trọi được cả cung nữ trong cung cấm rồi đấy nhé. Phúc sinh tưởng Tú Viễn say, nên chẳng chú ý gì, nói, ông anh say mất rồi, say hử, thế thì anh nói cho chú biết, cô cung nữ ấy tên gọi là Xuân San đấy, thường đến đây dâng hương xin thề. Anh với cô ta, chẳng phải một hai lần gì đâu nhá mà mới mấy ngày trước đây cô ta cũng đã đến chùa anh với cô ta truy hoan tại chính chỗ này này phúc sinh hỏi thế rồi sau ra sao tu viễn nói tiếp rồi sau rồi sau chả biết cái thằng cha già mất dậy nào đó quát lên một tiếng anh bèn vác cô xuân san chạy phúc sinh bất chợt giật mình nghĩ bụng thì ra mấy ngày trước đây chính hòa tể tướng đã đi lạc vào đường hầm này đã nghe thấy tiếng rên rỉ hồn hền nên phúc sinh hỏi thế ông anh đem cô công nữ giấu đi đâu tu viện ngật ngưỡng loạng choạng lôi phúc sinh đi chú lại đây với anh tu viện lôi phúc sinh đi ngoắt ngoéo một lát rồi đến một chỗ đường dốc nói chú khom khom cái lưng xuống bò lên ở đó có một viên gạch viên gạch rời chú đẩy nó lên rồi nhìn xem bên trên là cái gì anh hôm nay uống rượu rồi chân tay nhão ra cả không làm gì đó và cũng không đưa được chú em lên trên đó đâu phúc sinh khom lưng Dùng khinh công, chạy lên đến đầu sốc hầm, gõ gõ lên phía trên, nghe tiếng vang biết trên rỗng không. Tu Viễn nói, hòn gạch ấy có cây cán đấy, trước hết là kéo nó về phía dưới, nghe thấy, kịch, một cái thì lại đẩy ngược lên phía trên. Phúc Sinh lại mò mẫm sờ lên phía trên, quả nhiên mơ thấy cây cán, bèn kéo nó xuống phía dưới, nghe thấy một tiếng, kịch, rồi lại đẩy về phía trên, giống như người cử tạ, đúng là nó đã mở ra. Phúc Sinh nhô đầu lên, tay sờ soạng tư phía thấy chỗ đó giống như một cái hộp lớn vươn thêm về phía trước mới sờ thấy một màn vải bèn khom người từ trong cái màn vải đó chui ra nhìn qua chấn song cửa sổ thấy một vành trăng treo bên ngoài trời nhờ ánh trăng quan sát nơi điện thờ này mới biết rằng điện thờ này chính là nơi đã làm quen với tú viễn khi đã nhìn rõ mọi thứ và thấy chẳng còn việc gì khác liền quay người và từ chỗ gầm án thờ đó hấp tấp trở về hầm ở đó tu viễn đang gọi phúc sinh dặn lại kéo hòn gạch về phía dưới rồi sau đó lại đẩy ngược lên một cái nghe thấy tiếng kịch kịch là được phúc sinh làm đúng như lời dặn chám kín hòn gạch vào chỗ cũ mới quay trở lại chỗ tu viễn hai người cùng trở lại chỗ cũ lúc này uyển nhi đã tỉnh giấc phúc sinh nói với tu viễn trời cũng đã khuya lắm rồi ông anh về ngủ tạm ở phòng tôi sớm mai hãy về chùa vừa nói vừa đầy đầy tú viễn, lúc này, tú viễn và say mềm như bùn. Phúc sinh dắt huyền nhi, huyền nhi sách làn thức ăn, nhìn xung quanh, thấy không còn để sót lại thứ gì, mới thổi tắt đèn. Phúc sinh cóng tú viễn, mò mẫm ra đến cửa hầm. Bên ngoài cửa hầm, Phúc sinh lại lần mò trong từ tú viễn tìm khóa, và chìa khóa, khóa cửa hầm lai cẩn thận. Cả ba người chuồn về nhà khách trong nháy mắt, Phúc Sinh thu xếp cho Tú Viễn ngủ ở phòng mình. Uyển Nhi ngủ ở phòng bên cạnh, rồi mình cũng đang chuẩn bị đi nghỉ, chợt nghe thấy tiếng động từ phòng của Chu Y Viên, một lát sau lại thấy đèn sáng, nên chạy ngay sang đó. Đi tới cửa, lại đúng lúc Chu Y Viên mở cửa, thấy Phúc Sinh, liền lôi tuột vào trong phòng, hỏi ngay, thế nào rồi? Phúc Sinh liền đem chuyện Tú Viễn chơi gái vụn trộm trong hầm kín, và cái cửa bí mật trong đại điện nói hết lại cho Chu Y Viên nghe. Nghe xong mọi chuyện, Chu Y Viên liền túng ngay lấy tay Phúc Sinh hỏi vội: "Anh có biết tên con cung nữ kia không?" Phúc Sinh đáp: "Tên là Xuân San." Khi chưa nghe biết tên thì không sao, nhưng sau khi biết tên rồi thì vô cùng hoan hỉ, mừng rỡ, rồi lập tức quyết định ngày mai cả bọn trở về kinh thành. Hồi thứ 20 lại nói về việc Phúc Sinh cùng đi với Chu Y Viên, ngay sáng sớm ngày hôm sau họ đã gói ghém hành lý xong để lên đường. Chu Y Viên bảo Phúc Sinh đưa Huyền Nhi đi trước và hẹn sẽ gặp lại nhan ở Phúc Nguyện Lâu nơi cửa thành huyện Huyền Bình. Phúc Sinh lại bảo Huyền Nhi cải dạng Nam Trang, đưa hòm xiềng đi trước. Chu Y Viên đi khắp chùa chào sư cụ, rồi đi sau. Đến trưa, Chu Y Viên đã tìm thấy Phúc Sinh ở Phúc Nguyện Lâu, hai người liền ăn trưa, uống trà ngay hai Phúc Nguyện Lâu. Ăn xong, họ liền lên ngựa, ra roi, chỉ chừng xế chiều là về đến tướng phủ nơi kinh thành. Ngày tối hôm đó chu y viên đã đem những tin từ phúc sinh dò la được nói lại rất tỉ mỉ chi tiết với hòa thân nghe xong hòa thân nói thế này hành ra ta đã trừ được mối hại trong cung nói xong liền cười ngay lập tức hòa thân sai trương thiên hoành ngày mai đi mời lưu công tới phủ để bàn việc sắp xếp mọi công việc xong xuôi mới nói với chu y viên cái thằng phúc sinh này thế mà được việc chu y viên nói vâng khá lắm hành nhẹn lắm hòa thân sai người gọi phúc sinh tới phúc sinh vừa vào cửa đã vấn an ngay hòa thân hòa thân nói phúc sinh vừa qua anh làm việc khá lắm thưởng cho anh hai nghìn lạng bạc đem gửi về nhà đi phúc sinh nghe xong liền quỳ xuống tạ ơn xong lại nói xin tạ ơn tể tướng đã ban thưởng cho nhưng kẻ tiểu nhân này xin phép không nhận bạc hòa thân ngạc nhiên hỏi tại sao kẻ tiểu nhân này chỉ muốn được luôn luôn có mặt bên cạnh tế tướng để làm được nhiều việc hơn tỏ được tấm lòng khuyển mã Hỏa thân nghe xong lời nói đó, chợt nhận ra ngay một điều, nên vội vã nâng Phúc Sinh dậy, rồi ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú, lanh lợi của Phúc Sinh, nói ngay, được đấy, được đấy. Hỏa thân quay đầu lại nói với Chu Y Viên lệnh cho hắn đã làm trưởng ban cảnh vệ trong phủ, địa vị ngang với Trương Thiên Hoành. Chu Y Viên vén dâu gật đầu, Phúc Sinh lại lập tức quỳ xuống, cảm tạ đại nhân đã ra ơn, gây dựng, nói xong, lui ra, ngày hôm sau, Lưu Toàn đã tới hòa phủ bàn công việc. Hòa thân dẫn Lưu Toàn vào trong phòng mật, trà đồng bưng trà lên. Hòa thân phải tay đuổi chúng lui ra, rồi đem chuyện cung nữ Xuân San tới chùa Linh Giới xin thể, và đã thông dâm với sư Tú Viễn nói lại với Lưu Toàn. Lưu Toàn nghe xong, liền phải cây phất trần một cây nói với hòa thân, thế là được. Hòa thân hỏi, tại sao lại là được? Lưu Toàn bèn nói với hòa thân mọi kế sách của mình với hòa thân, Hỏa Thân nghe qua thấy việc chiếm đoạt Tuyết Hương và Chu Liên của mình có thể thực hiện được, mặt mũi như sáng ra và gật đầu lia lịa. Tiếp đó, hai người còn bàn bạc mọi việc với nhau rất lâu nữa. Ngày rằm tháng 8, trong cung lại sai Xuân San đưa Tuyết Hương và Chu Liên cùng đi đến chùa Linh Giới để thắp hương, cầu phúc cho Hoàng Thái Hậu. Bọn thái giám rầm rộ nghênh ngang, khênh những tặng vật mà cung đình thưởng cho chùa Linh Giới, bao gồm toàn những lụa là, ngấm vóc kim ngân ngọc khí. Trong số đó có bốn tên thái giám to béo, khênh một chiếc hòm rất lớn, rất nặng nề, và cả đoàn người đi về phía chùa linh giới. Đến tận chùa mới báo cho sư cụ biết, làm cho chúng ông bối rối quẩn quanh tụ thành từng đáng. Trong khi đó những chiếc xe ngựa của cung cấm, lại cứ đi loanh quanh, luẩn quẩn bên ngoài chùa rất lâu, mà vẫn không thấy vào chùa. Sư cụ trong chùa chờ đợi mãi, đã thấy sốt ruột, nhưng lại không tiện hỏi nhiều nên đưa tất cả sư mô lên tất cả trên chùa thượng ở lớp chùa thứ ba đợi đến khi tất cả sư mô lớn bé không còn bóng người nào thái giám mới theo thứ tự đưa các cung nữ vào đại diện các chùa họ đưa cung nữ xuân san vào quỳ trong hai điện xong thái giám mới khóa cửa bằng chiếc khóa nhất to rồi quát tháo nhau đi ra chỗ khác thực ra họ đã sớm bố trí hai tên thái giám nhanh nhẹn lần vào trong chân tường đại điện chùa chung rồi ngé mắt nhòm rình sẵn với nhiệm vụ là chỉ cần cung nữ Xuân San có bất cứ hành động không đúng phép tắc nào, là bắt ngay lập tức. Hai tên thái giám nhanh nhẹn đó, chính là hai kẻ tâm phúc của Lưu Toàn. Hai thái giám đó, nghé mắt nhòm vào bên trong, chỉ thấy cung nữ Xuân San quỳ ngay ngắn ở giữa đai điện, người không thể độc đậy. Chờ trục xuất nửa canh giờ, hai tên thái giám càng thấy luống cuống, sốt ruột, nghĩ bụng, chẳng thấy có động tĩnh gì sao chẳng cần nói đến bọn thái giám mà ngay đến cả công nữ xuân san trong lòng cũng như lửa đất nghĩ bụng quỳ ở đây lâu đến như thế rồi mà sao vẫn chẳng thấy tú viễn động tĩnh gì hay đã bị dồn lên đại điện nên không trốn ra được hay bệnh tật chi đây phải nằm liệt trên giường trăng hay trong gia đình có chuyện bất thường gì phải về nhà thăm hỏi xuân san cứ quỳ thẳng đơ như thế trong suốt một canh giờ mà vẫn chẳng thấy bóng dáng tú viễn đâu cuộc hành lễ đã xong và đã thấy khênh ống thẻ tới bọn thái giám đưa tuyết hương và chu liên tới đây rồi cùng nhau lễ bái thắp hương và xin thẻ làm đủ mọi thủ tục rồi rước thẻ về cung lưu toàn được biết công nữ xuân san không hề một hành động gian tà nào thì hắn phát hoàng lên và ngay lập tức từ trong cung ra lệnh tìm trương thiên hoành tới trương thiên hoành từ trong cung trở về nói lại tỉ mỉ mọi chuyện với hỏa thân hỏa thân nghe mà buồn xỉu hẳn đi bởi vẫn cứ tưởng rằng hôm nay sẽ bắt được xuân san làm chuyện gian dâm rồi nhân đó lưu toàn hè tìm cách đuổi hai cung nữ tuyết hương và chu liên ra khỏi cung cấm để đem về hòa phủ sử dụng nhưng không ngờ đã để xảy ra một sai sót mất cả chì lẫn trai nên vội vã cho trương thiên hoành lui ra và cho gọi phúc sinh tới hòa thân nghĩ ngợi mông lung và cứ đi đi lại lại trong nhà phúc sinh được trương thiên hoành gọi tới liền vào ngay trong phòng bái kiến hòa thân hòa thân chậm rãi đem mọi sự thực nói lại với phúc sinh phúc sinh nghe xong cũng không khỏi giật mình run rẩy nghĩ bụng nếu không phải là tu viễn nói láo lếu thì còn là gì nữa nghĩ mãi mà chẳng ra được một đầu mối hợp lý nào nên cũng chỉ đành đứng thộn sang một bên hòa thân thấy hắn không có ý kiến gì nên cho hắn lui ra hòa thân trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi suốt đêm không nói thêm một câu nào lại nói tới việc phúc sinh trở lại phòng mình bèn đi tắm rửa rồi đi ngủ. Nhân Phúc Sinh thấy mình vừa hòa thân bề bạt thăng trúc, nên vô cùng phấn khởi, quyết một lòng hầu hạ hòa thân, và chắc chắn rằng từ nay về sau sẽ kiếm chắc được nhiều. Vậy mà sau khi được gọi vào phòng hòa thân, lại được nghe nhũng tin tức như thế, bực bội vạch tám đốt xương sống ra rồi lấy nửa hộp tuyết thủy gội vào. Ở trong phòng, Phúc Sinh hận cay hận đắng thằng sư tu viễn lại dám đánh lừa mình. Hắn nắm chặt hai bàn tay, răng cũng nghiến chặt chỉ muốn xé nát tú viễn ra thành từng mảnh bởi nó đã làm hắn thất tín với hỏa thân sáng sớm ngày hôm sau trở dậy ăn mấy miếng điểm tâm qua loa rồi ra roi phi ngựa tới chùa linh giới lại nói về tú viễn tại sao hôm đó không xuất hiện để làm chuyện tà dâm với công nữ xuân san nguyên do là tú viễn vốn đã dầm chân xuống bùn đen từ lâu rồi nên tính bài chuồn cho yên thân tại sao tú viễn lại chuồn vào lúc này nguyên là vì hắn thấy phúc sinh ra đi mà không có lời từ biệt với hắn trong khi những người trong chùa đều xôn xao bàn tán rằng hai thầy trò nhà này rất lạ đến chùa mà chẳng thấy đốt hương lễ bái và cũng chẳng xin thể, đoán quẻ gì cả lại bừa bãi vung ra ngần ấy lạng bạc chờ gặp được người cần gặp là biến luôn sau này nhũng việc như thế giá như có được nhiều hơn thì càng tốt còn tú viễn cũng cảm thấy cái trò mà phúc sinh bày ra là rất đáng nghi ngờ trước hết hắn nghĩ một người như phúc sinh mày xanh mắt sáng thân cao năm thước vai rộng năm đình xem ra chẳng có dáng vẻ gì là một kẻ hầu hạ cả rồi lại nghĩ thằng phúc sinh đó lại cùng với mình xem tranh xuân cung rồi lại dẫn về một cô gái thuộc làng son phấn cùng nhau vui thú hưởng lạc vô cùng gần gũi thân mật như vậy là sao nghĩ tới đó trong lòng vô cùng run sợ và ngồi đứng chẳng yên hôm đó tu viễn đã nhũng người đến lễ bái cúng tiền công đức, thấy xung quanh chẳng có ai, nên đã đốt vào túi riêng, không giao cho chùa nữa. Buổi chiều hắn thay áo quần, đi xuống phố lớn ở huyện Huyền Bình. Ban đầu hắn chỉ có ý định đi loang quang cho vơi nỗi sầu, nỗi lo mà thôi. Khi đã tới phố lớn của huyện Thành, mắt lại chợt nhìn thấy phúc nhuận lâu, liền rẽ chân bước vào, những người chạy bàn cũng chẳng ai ngăn cản hắn. Tu viễn bèn bước thẳng xuống sân sau thấy trong vườn, hoa đua sắc, khoe tươi, tiếng oanh tiếng yến dập dìu. Bọn gái làng son phấn đang đùa nghịch trong vườn, tú viện đứng lại và không sao rời chân đi được nữa, nghĩ bụng, thì ra chính gái nơi buôn hoa bán phấn này, mới thật là nơi có cảnh sắc tuyệt vời. Tú viện cứ đứng chôn chân ở đó, rồi bất chợt có một cô gái lầu xanh thoáng qua trước mắt tú viễn thấy có vẻ quen quen, bạn có biết đó là ai không? Đó chính là Uyển Nhi do Phúc Sinh dẫn về chùa để hành lạc, truy hoan cùng Tú Viễn. Tú Viễn liền chạy tới trước mặt cô ta và nói, thưa tiểu thư, chẳng hay tiểu thư có nhận ra kẻ tiểu sinh này không? Quyển Nhi tưởng một vị công tử nào đó hỏi mình, bèn đáp lễ và nói, thưa công tử, công tử lại có thời giờ nhàn rỗi tới chơi ở đây ư? Thực ra trong đêm hôm đó, cô cũng chẳng nhìn kỹ một Tú Viễn xem đó là ai. Hàng ngày tiếp không biết bao nhiêu là khách, hôm nay người này lôi vài hôm ngày mai lại người kia kéo đến nhà nào đó hát sướng người là đến người đi thay nhau đông đúc vắng vẻ còn ruột gan nào mà đi ghi nhớ nét mặt những con người ấy nhưng tú viễn đã nhận ra cô huyền nhi đó nên mời là cô vào phòng uống trà trả tiền cho người chạy bàn gọi hai ấm trà mật táo kim ti hai người vừa uống trà vừa nói chuyện tú viễn hỏi thưa tiểu thư hôm đó cái cậu công tử phúc ấy trả cho tiểu thư bao nhiêu bạc Câu hỏi đó của Tu Viễn làm cho Huyền Nhi ngẩn người, hỏi lại, công tử phúc nào nhỉ? Tu Viễn thấy Huyền Nhi quên, lại càng hồ nghi hơn, nên hạ thấp giọng nói, tức là cái người đưa cô đến chùa ấy. Lúc này Uyển Nhi mới chợt nhớ ra và biết rằng người này chính là nhà sư ở trong ngôi chùa đó, và bất chợt đỏ mặt lên, nói, cũng gọi là có ít nhiều, nhưng công tử hỏi cái đó để làm gì? Tu Viễn cũng lung tung không biết trả lời ra sao, đáp thì tôi cũng là hỏi lung tung như thế tiện miệng hỏi thế thôi. Huyền Nhi nghĩ ngợi một lát rồi đáp có đến cả thuyền chờ vàng bạc, cũng chẳng lấp đầy vào cái làng yên hoa này được. Xem chừng thì công tử Phúc cũng phải bỏ vào việc này tới 200 lạng bạc đấy. Tu Viễn nghe xong, sững người, 200 lạng bạc mà mới chỉ là chi cho việc ăn uống, rượu chè, còn việc mua người chắc cũng thẳng kém thế là bao. Tu Viễn hỏi gấp tại sao cái cậu công tử Phúc lại vung tay quá chán như vậy. Huyền Nhi nói, anh đi mà hỏi cậu ta chứ hỏi tôi làm gì tu viễn nói tôi hoàn toàn không quen biết gì cậu ta cả huyền nhi nói công tử chơi bời cậu ta với anh lại không quen biết vậy thì vì lý do gì mà lại vung tay quá mạnh như thế tu viễn trầm ngâm một lát thấy rằng cuộc nói chuyện này cũng chưa tìm được điều gì nên nói cô và cậu ta đã nói những chuyện gì huyền nhi đã cũng chỉ là uống rượu chơi bời mua vui chẳng lẽ lại bàn đến chuyện quân quốc đại sự sao tu viễn bèn cầu khẩn Van xin, xin cô hãy cứ nhớ kỹ lại xem, những lời cậu ta đã nói với cô như thế nào nói lại cho tôi nghe. Quyển Nhi chán ngán, nghĩ, nên nói mấy câu vớ vẫn cho xong chuyện đi. Bèn nói, cậu ta nói, cô em rất ngoan, biết chiều chuộng đàn ông. Tu viện nghe những lời đó thấy vẫn chẳng ra đâu vào đâu, nên rút từ trong túi ra một giác bạc, đặt rất ngay ngắn trên bàn, đứng dậy, cung cung kính kính vái một cái, nói, xin tiểu thư nghĩ kỹ lại xem cái mạng này của tiểu tăng, chính là nằm trong tay tiểu thư đó. Quyển Nhi nghe nói vậy, thấy rằng việc này cần phải nghiêm chỉnh hơn một chút, liền cầm lấy rác bạc, nghĩ ngợi một lát, lựa chọn đôi điều quan trọng nhất còn lại trong ký ức mình, nói với Tú Viễn. Trong đó có một câu, cậu ta nói rằng, lần này chắc chắn quan lớn sẽ khen thưởng cho ta, việc ở chùa, nếu không phải ta, thì ai có thể dò thám ra được. Tú Viễn nghe xong câu nói đó, chợt như bảy vía còn ba vội vã chào Huyền Nhi rồi chân cao chân thấp đi như bay về chùa. Ngày tối hôm đó, Tú Viễn vơ cào vơ cấu mấy bộ quần áo đáng tiền, gói thành một gói, rồi chờ giờ dần, ra khỏi cửa nhà ngủ, vượt tường ra khỏi chùa, rồi biến đi ngay trong bóng đêm đen tối. Lại nói việc phúc sinh phóng ngựa tới nơi, đi quanh quần khắp chùa một vòng, mà chẳng thấy Tú Viễn đâu, bèn hỏi một người quét chùa, xin cho hỏi, nhà sư Tú Viễn hiện đang ở đâu? người quét chùa lơ đãng đã trốn rồi nghe đáp vậy phúc sinh bất chợt giật nảy mình hỏi tiếp tại sao lại phải trốn trốn đi khi nào người quét chùa nhận ra rằng phúc sinh là người đã cùng tới chùa này nên nói các ông rời chùa được ít hôm rồi một đêm thức dậy chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa tại sao lại thế chẳng ai hiểu nổi phúc sinh nghe xong thấy mình đã hoàn toàn thất bại nên đứng chôn thân ở đó thẳng nói năng chi này lại nói tới một tên vô tiêm sĩ khác ở trong chùa mới xuống tóc đi tu thắp hương niệm Phật và thành sư lấy tên nhà Phật là Bái Nguyệt từ trong phòng mình Bái Nguyệt nhìn thấy người khách mấy hôm trước đã tới đây bây giờ lại đến chùa chợt thấy vui mừng trong dạ nghĩ bụng hắn là kẻ có lắm tiền nhiều bạc tốt nhất là mình đi làm quen nịnh nọt hắn một tí lấy su tiêu Bái Nguyệt chạy vội từ trong phòng ra Lúc đó đúng là lúc Phúc Sinh đang đứng chôn chân ở sân chùa, như người mất hồn, không còn biết phải xoay trở ra sao nữa, vì nghĩ rằng, mình vừa mới xuất đầu lộ diện, đã vướng ngay vào cái chuyện mất mặt này. Tín nhiệm của mình với tướng phủ sẽ suy sút đi không biết bao nhiêu. Khi đó bái nguyệt đi tới, nói với Phúc Sinh, quý khách có gì dạy bao, tôi xin sẵn lòng hầu hạ. Phúc Sinh ngoảnh lại nhìn, thấy một nhà sư trẻ thân hình chỉ cao chừng bốn thước, một thước bằng o. 333 mét. Andy, mặt mày xấu xí, mắt la mày lét đang đi tới, nên nói, chẳng có việc gì đâu, bái nguyệt vẫn không đi, nói tiếp bằng giọng nịnh bờ, quan khách mới chỉ đến chùa có mấy ngày, mà cả chùa ai ai cũng phải khen ngợi khen quý khách quả là một đấng nhân tài. Sư huynh tôi là tú viễn đã bỏ chùa trốn đi rồi, có việc gì xin quý khách cứ dặn dò, sai bảo tôi. Phúc sinh đang phiền não đến thối ruột thối gan, đi mất nửa ngày đường bụng cũng đang đói cồn cào lại thấy tay sư trẻ cứ quấn giết lấy mình nên tiện miệng nói nếu vậy thì được anh hãy đi làm cho tôi một bữa ăn mang tới đây tôi ăn buổi chiều còn phải đi nữa nghe nói vậy bái nguyệt vội vã biến di ngay chỉ một lát sau một bữa cơm thịnh soạn đã được bày ra trong chai đường khi ấy phúc sinh đúng là đang đói cào đói cấu nên ăn ngấu ăn nghiến ngay lập tức chỉ một lát sau thịt rượu đã nhẵn nhụi sạch sẽ lắc lắc vỏ rượu, rượu đã cạn hết, liền nói với bái nguyệt, thái thêm nửa cân thịt nữa, một cân bằng o, 5kg. Em đi, và đong thêm một vỏ rượu nữa, chỉ một lát sau, bái nguyệt đã mang lên đầy đủ. Phúc sinh thấy hắn cũng có vẻ nhanh nhẹn, liền moi ra một giác bạc, đưa cho bái nguyệt. Bái nguyệt nhận bạc với trăm ngàn lần cảm ơn, rồi đứng hầu bên cạnh. Phúc sinh thấy mình đã cơm no, rượu say, bèn lấy cốc rượu uống giờ của mình, rót thêm cho đầy đưa cho bái nguyệt uống anh chàng bái nguyệt thấy phúc sinh thưởng rượu cho mình liền ghé mông ngồi xuống góc một chiếc ghế hầu rượu phúc sinh phúc sinh thấy bái nguyệt đã uống cạn lại rót thêm một cốc nữa nghĩ bụng rượu thịt còn thừa này tốt nhất là cho tên sư trẻ này ăn uống rồi đầy đưa thịt về phía cây nguyệt bái nguyệt cười hi hí đón nhận và ăn liền chỉ một lát sau năm ba chén rượu đã trôi tuột hết vào bụng bái nguyệt ăn uống đến đỏ bùng cả mặt phúc sinh hỏi sư huynh tú viễn của anh đó làm sao mà bỏ trốn bái nguyệt liền đáp tất cả mọi người trong chùa đều như nằm trong kén chỉ có mình tôi biết chuyện mà thôi phúc sinh lại hỏi làm sao biết được bái nguyệt cũng rất láu cá hỏi lại quý khách hỏi để làm gì phúc sinh như bị chát cho vào mặt liền chuyển sang chuyện khác theo tôi thì anh cũng là một người lanh lợi láu lỉnh đấy và chẳng phải tay vừa đâu đúng không Bái Nguyệt lắc lắc đầu, quý khách cứ đùa, Phúc Sinh nói, đâu có đùa tôi có cái này, muốn cho anh em. Anh hãy ra đóng của phòng lại đi, Bái Nguyệt chạy ra ngoài cửa, nhìn ngược nhìn xuôi, thấy chẳng có ai sai, liền đóng cửa, quay lại nói, đâu, quý khách có cái gì nào? Phúc Sinh thấy Bái Nguyệt đã cắn câu, bèn nói, nhưng anh phải cho tôi biết, chỗ nào là chỗ tu viễn vẫn thường đưa gái đến hành lạc. Anh nói tôi sẽ cho xem liền, nói xong, liền rút tập tranh xuân cung ra vùng đi vùng lại trước mặt hắn. Bái Nguyệt mới 16, 17 tuổi làm sao mà tránh nổi sự dụ dỗ độc hại đó, nên nói, cho tôi xem đã, Phúc Sinh quẳng tập sách tranh cho hắn. Lập tức, Bái Nguyệt nín thở, lật đi, lật lại tập tranh, ngó bên nọ, rồi lại ngó bên kia, nhìn ngắm đến nửa canh giờ, một tiếng đồng hồ. En đi, cho đến khi thật thỏa mãn mới thôi, đến lúc đó mới ngẩng đầu lên nói, quý khách thưởng cho tôi cuốn sách này đi phúc sinh đáp được thôi nhưng anh phải nói cho tôi biết tú viễn hành lạc ở đâu bái nguyệt lại nhìn ngược nhìn xuôi thấy chẳng có ai khác mới nói có một cái hầm phúc sinh nheo mắt lườm anh ta một cái nghĩ rồi nói vài hôm nữa tôi lại đi qua đây lúc ấy anh có thể đưa tôi vào đó được không chỉ cần quý khách đừng đem chuyện này nói với ai thì thế nào cũng xong phúc sinh nghe xong liền rút từ trong túi ra một nén bạc nói bái nguyệt anh cứ cầm lấy đợi tôi quay trở lại tôi sẽ đem theo một con kỹ nữ hai đứa mình sẽ vào trong hầm vui chơi anh thấy thế nào bái nguyệt nhìn thấy bạc lại nghe phúc sinh nói chưa vậy mừng đến nỗi phải sụp xuống tay quy khách bái nguyệt xin chờ ngài trở lại phúc sinh thấy thời gian mình ở lại trong chùa cũng đã quá lâu rồi bèn bảo bái nguyệt đi tính toán tiền cơm rượu rồi sau khi hẹn hò lại với bái nguyệt liền lên ngựa ra roi trở về khi trở về tới tướng phủ phúc sinh nói điêu rằng đã tìm thấy tu viễn mọi việc đã sắp xếp đâu vào đấy rồi đồng thời cũng nói cho hòa thân biết rằng tất cả mọi chuyện đều chưa bị lọt ra ngoài một tí tin nào hòa thân nghe mọi chuyện còn có cơ cứu vãn liền sai ngay trương thiên hoành ngày mai vào cung nói lại tất cả cho lưu toàn biết trương thiên hoành từ trong cung về lại đem tất cả những câu trả lời của lưu toàn bẩm lại với hòa thân và nói lời dặn của lưu toàn lưu công nghe xong dặn rằng cứ về đi chờ đến ngày đông chí hòa thân nghe xong mừng rỡ râm ram độ lại nói về bái nguyệt, hắn vốn là một tên tham tiền háo sắc, nhưng hắn có điều khác với tú viễn là ở chỗ tú viễn hám sắc gặp đàn bà con gái là vồ ngay lấy, bái nguyệt cũng háo sắc nhưng không có cũng thôi, bởi vì tú viễn có một thân hình cường tráng, lại đẹp trai, còn bái nguyệt lại xấu xí với thân hình ngũ đoạn, kể từ lúc phúc sinh ra về bái nguyệt lại đã nhận bạc của phúc sinh, nên coi phúc sinh như một cái mỏ đào bạc của mình. Hàng ngày, ngày ngày trông, đêm đêm ngóng, từ sơ thu đến giữa thu, lá rụng, sao rời, mà vẫn chẳng thấy bóng dáng phúc sinh đâu. Mãi đến hôm trước ngày đông chí một ngày, ở chùa ngay từ sáng sớm đã thúc tất cả sư mô chờ dậy, làm lễ thủy lục đại pháp, cho mãi đến sáng sớm ngày hôm sau, mới xong xuôi mọi việc. Hôm đó, sư sãi trong chùa đều phải tập trung vào một nơi cấm đi lại lung tung cho đến tận trưa lễ xong mọi người đã ra về hết sư sãi cũng đã rất mệt nhọc nên ai về phòng người nấy nghỉ ngơi dù sao bái nguyệt cũng là một thanh niên trai tráng nên cũng chẳng mệt mỏi gì chợt nghĩ thấy trong chùa còn có một bề tượng tiểu tiên đúc bằng vàng mà sư cụ còn bỏ quên trong đại điện chỉ có một mình bái nguyệt trông thấy hắn bất chợt nghĩ nhân lúc mọi người còn đang yên nghỉ, mình lên lấy trộm, giấu đi. Nghĩ tới đó, đèn lèn lên đại điện, nhưng cửa chính đã khóa chặt. Nhưng bái nguyệt lại biết rằng, cửa sau chỉ cài có cây then, nên đã tìm cách cậy ra được, lẻn vào trong đại điện. Hắn lấy trộm bức tượng vàng, nhét vào trong ngực áo, rồi rời khỏi đại điện. Xong bái nguyệt lại nghĩ, ừ thì ăn trộm được rồi đấy, nhung biết đem giấu ở đâu bây giờ. Nếu không, mọi người biết được, sẽ thành hỏng bét hết nghĩ tới đó, rồi hắn lại nghĩ tiếp, tốt nhất là mở cổng chùa ra, đem tượng nhét vào trong một đống đá vụn nào đó, bởi lẽ chẳng có ai đi bới tung nhũng đống đá vụn ấy ra làm gì. Nghĩ như vậy, nên hắn liền mở cửa chùa, chạy ra ngoài, tìm chỗ giấu pho tượng, trong khi đang tìm kiếm chỗ giấu pho tượng, hắn đột nhiên nhìn thấy trên đường cái quan, có một con tuấn mã đang phi như bay về phía chùa. Bái Nguyệt nhìn kỹ lại, bất giác sững sờ cả người trên lưng con tuấn mã đó là ai vậy chính đó là phúc sinh người hầu thân cận trung thành của hòa thân vậy bái nguyệt thấy phúc sinh đã trở lại mừng quá liền đem pho tượng vút tùm xuống vương quốc của ếch nhái rồi vỗ tay reo lên phúc sinh thấy bái nguyệt đang chờ mình ở cổng chùa chợt thấy vô cùng mừng rỡ bởi như vậy là tốt nhất vì sẽ không ai có ai biết việc mình trở lại đây nghĩ vậy rồi kéo ngay lấy bái nguyệt và bảo tôi sẽ ở lại đây vài ngày nhưng phúc sinh đưa mắt nhìn xung quanh thấy không có ai mới nói tiếp anh ở đây làm gì vậy bái nguyệt không dám nói chuyện ăn trộm tượng vàng nên nói chẳng có việc gì cả chỉ có mỗi việc là ngày ngày đêm đêm mong ngóng quý quan việc quý quan đã hứa với tôi quý quan quên rồi phải không phúc sinh nghĩ cái thằng sư hiếu sắc này mày đúng là một thằng ngày hôm qua tham tài ngày hôm nay hám sắc nay mai tao sẽ cho mày về trầu dưới cửa tuyền nên nói bái nguyệt lại gần đây, nói xong, Phúc Sinh ghé xuống bảo nhỏ vào tay bái nguyệt. Tôi có đem theo một con kỹ nữ, hai đứa mình cùng chui vào hầm, cùng chơi vui. Bái Nguyệt vui như mở cờ, nói lia lịa được rồi, hay đấy, nhưng, con bé đâu, Phúc sinh đáp mình cứ vào hầm trước, rồi nó sẽ đến sau, khi nó đến tôi sẽ đón nó xuống, nếu không, dù sao, anh cũng là một nhà sư, đi với đàn bà con gái, không tiện. Cổ ngôn nói rằng cá thấy mồi mà không thấy lưỡi. Người thấy lợi mà không thấy hại, bái nguyệt đầy lòng hám dục, ngay lập tức lôi phúc sinh, dắt ngựa đi ngay về phía cửa ngách. Đến nơi, liền rút chìa khóa, mở cửa ngay lập tức. Phúc sinh hỏi, làm sao anh có được chìa khóa, bái nguyệt đã ăn cắp, hai người chui vào hầm, quay lại cài cửa cẩn thận, rồi hai người mò mẫm đi sâu vào tận bên trong. Hai người thắp đèn, rồi ngồi nói chuyện. Hai người ngồi nói chuyện xuông đến một canh giờ. Bái Nguyệt thấy sốt ruột quá bèn hỏi. Sao chưa đi đón nó vào đây? Phúc sinh đã. Yên tâm đi. Lúc này Phúc sinh đã nghe thấy bên trên mặt đất có tiếng chân bước. Đầu tiên nhẹ nhàng. Rồi rầm rập. Sau khi lắng nghe. Phúc sinh nghĩ. Sắp tới giờ rồi đây. Cần chờ một lúc nữa. Vốn là. Hỏa thân và Lưu Toàn đã hẹn trước với nhau rằng. Đến này đồng chí sẽ cho Xuân San tới Chùa Linh Giới. Lại nói. Kể từ khi Hoàng Thái Hậu băng hà thì cả bọn Lưu Toàn đều quay về quy thuộc và hầu hạ Hoàng hậu. Hoàng hậu của vua Càn Long là người dễ tính, cả nể, phàm những người trong cung cầu xin điều gì, chẳng bao giờ bà không cho. Lần này, Lưu Toàn lại đem biếu bà một đôi uyên ương bằng ngọc phỉ thúy, một đôi cốc bằng mã não. Hoàng hậu thấy những thứ đó đều rất vui lòng. Nhân lúc Hoàng hậu đang vui vẻ như thế, Lưu Toàn bèn nói với Hoàng hậu, xin cho công xuân san đi lễ ở chùa Linh Giới một lần. Mỗi lần trong cung đến lễ chùa, nhà chùa cũng có thêm được tí tiền hương nến. Hoàng hậu nghe vậy, làm sao lại chẳng bằng lòng, nên chọn ngay ngày đông chí là ngày lên chùa làm lễ cầu phúc. Lưu toàn vội vã chạy ngay sang nhà hòa phủ, lựa định ngay thời gian, giờ nào đến chùa, giờ nào, giờ nào ở lại chùa, và cứ người nào đi bắt lũ tà dâm. Kế hoạch bàn xong, Lưu Toàn ở lại uống trà trưa rồi mới về đại nội. Khi Lưu Toàn vừa đi, hòa thân cho gọi ngay phúc sinh đến, giao nhiệm vụ cho hắn là lần này nhất định phải bắt bằng đủ việc tà dâm của Xuân San. Hai người bàn bạc mọi chuyện xong xuôi, rồi chờ tới ngày đông chí, phúc sinh ra roi, phóng ngựa tới chùa linh giới. Này lại nói về việc sau khi Phúc Sinh đã lừa được bái nguyệt cùng xuống hầm chờ đến một canh giờ mới thấy có người của mình tới, vội vã nói dối bái nguyệt rằng, đến rồi đó, bái nguyệt nghi ngờ hỏi, tại sao lại từ trên này mà xuống? Phúc Sinh đáp, "Thế anh tưởng tôi không biết một tí gì về mọi thứ ở đây sao? Tu Viễn đã nói cho tôi biết hết cả mọi chuyện rồi." Bái Nguyệt thấy rằng ngay cả việc từ đường hầm có lối thông lên đại điện mà Phúc Sinh cũng biết, thì lập tức tin ngay. Rồi nhân thế hỏi tiếp, "Có phải rằng quý khách với sư huynh Tu Viễn đã cùng chơi gái ở trong hầm này không?" Phúc Sinh đáp, "Ôi chao, đâu chỉ có một lần, thực là tuyệt vời hết chỗ nói." Bái Nguyệt nghe vậy, lòng dục lại càng bốc cao hơn rồi cuống cuồng hẳn lên phúc sinh nói hãy cố chờ một lát rồi con bé sẽ xuống anh phải cố nín thở chờ cho tôi chơi xong rồi mới đến lượt anh nghe rõ chưa nào nếu làm sai tôi sẽ lột ra anh ra đấy bái nguyệt vốn trẻ người non giả cũng chẳng dám nói gì khác chỉ biết gật đầu xin vâng phúc sinh lại lắng nghe thấy trong đại điện không còn tiếng chân người đi lại nữa liền kịch một cái mở chốt tháo hòn gạch xuống rồi vạch tấm rèm che án thờ, và chỉ thấy có một cung nữ xinh đẹp quỳ một mình ở giữa đại điện, và xung quanh thẳng có bóng dáng người nào. Liền gọi, Xuân San, Xuân San, anh nhớ em đến chết mất, xuống đây mau. Xuân San không nghe thấy tiếng gọi thì không sao, nhưng khi đã nghe tiếng gọi, trong lòng bối rối hẳn lên khẽ nói, Tú Viễn, Phúc Sinh vội đáp, anh đang chờ em đây. Xuân San bắt đầu bò tới, chui xuống dưới lòng án thờ phúc sinh khi thấy xuân san đã bỏ tới không dám cho cô nhìn thấy mặt mình chỉ ối ối mấy tiếng rồi ngồi thấp xuống dưới hầm xuân san nghe vậy liền hốt hoảng hỏi sao vậy phúc sinh nói thật khẽ trượt chân xuân san nghe nói vậy cuống cuồng tụt ngay xuống hầm quờ quạng hỏi tu viễn anh ở đâu đấy phúc sinh đã cứ thẳng mà đi xuân san mò mẫm đi thẳng về phía trước và rồi trong một lần vấp chân đã thấy ngã thẳng vào ngực một người phúc sinh ôm chầm ngay lấy xuân san cả hai người bước ngay vào cuộc dâm dục đang bừng bừng như lửa cháy vì vậy có thơ rằng trong hầm sầm sập trận mây mưa còn vẳng bên tai tiếng hẹn thì cửa phật ngả nghiêm mùi sắc dục nức nở tình hoài bái nguyệt nghe hai người nhập cuộc mây mưa rất lâu phúc sinh mới chịu dừng lại nói với xuân san anh đi tiểu rồi đi ra nói với bái nguyệt đến lượt anh rồi đấy bái nguyệt đang cuống cuồng chờ đợi nên chưa nghe hết câu đã vội vàng mò mẫm đi vào xuân san cứ tưởng là tú viễn lại trở lại và ngay ập tức bái nguyệt xông vào cuộc truy hoan còn phúc sinh liền đi tới chỗ hồng của hòn gạch trong đại điện chùa chung và đã nghe ngay thấy tiếng người hỗn loạn bên trên biết ngay rằng đã đến giờ hành động quả nhiên đã có người tìm đến dưới gầm án thờ và nói bên dưới này có cái hầm nghe thấy vậy phúc sinh vội vã quay trở lại chỗ bái nguyệt và xuân san đang vui cuộc mây mưa ở đó Xuân San nghe thấy có tiếng chân người đi tới, liền bảo, tu viễn, chảnh nhanh đi, có người đến, nhưng ngay lúc đó, đã có một bàn chân, dẫm mạnh lên lưng bái nguyệt, bái nguyệt kêu to lên một tiếng nhưng không động cựa gì được nữa, và thân hình của bái nguyệt cũng đè chặt lên người Xuân San khiến cô cũng không động cựa gì được cả. Xuân San vẫn cuống quýt kêu lên, chạy nhanh đi, nhưng cả hai người đã bị phúc sinh dẫm lên người, nằm cứng đơ tại đó khi nhìn thấy bọn thái giám cầm đuốc đi tới, Phúc Sinh mới nhấc chân mình lên, dùng phép phinh công, chạy như bay ra cửa ngách, xuống núi, ra roi ngựa, phóng như bay về tướng phủ. Tên thái giám đầu sỏ sai những tên khác cạnh đó, trói gô cổ, giật cánh khuỷu xuân san, và bái nguyệt lại. Bái nguyệt còn kêu, không phải tôi, mà là tu viễn, không, bọn thái giám đâu có nghe lọt tay nhũng lời như thế, chúng nhét ngay một nắm rẻ rách vào miệng bái nguyệt. Ngay lập tức, chúng khênh Xuân San và Bái Nguyệt ra khỏi hầm. Xuân San chỉ còn có khóc vì biết rằng bản thân mình thế là chấm hết. Tên thái giám đầu sỏ, cho khênh chiếc hòm lớn lại, cho quẳng cả hai người vào đấy, rồi bảo bọn thái giám đó khênh về. Khi đó, thấy buổi lễ đã xong, mới cho gọi Tuyết Hương và Chu Liên lên thắp hương, rút thẻ, rồi rước thẻ về cung phục mệnh. Còn nhà sư Bái Nguyệt bị đóng vào hòm mang đi, cả chùa, không một ai biết gì hết bởi lẽ họ đã bịt thật kín đáo mọi tin tức về việc bắt bọn gian dâm này ngay sau đó cả đoàn người ngựa lại thong dong về đại nội rõ ràng rằng ba tên thái giám đi theo đoàn lệ kia là đi để bắt bọn gian dâm việc đó lần trước lưu toàn cũng đã bố trí đâu vào đấy cả rồi nhưng không ngờ công việc lại hỏng cả song lần này đã bắt được quả tang ba tên thái giám vừa về tới đại nội liền đem việc mật bắt gian dâm báo cho lưu toàn biết lưu toàn vội hỏi những ai biết việc này ba tên thái giám nói một cách đầy hãnh diện chỉ có ba người chúng tôi lưu toàn lại hỏi chắc chắn ngàn vạn lần chứ cả ba tên cùng đáp chắc chắn ngàn vạn lần ạ à? lưu toàn thưởng ngay cho ba tên thái giám đó dặn thêm chúng rằng đừng có cho thêm một ai biết chuyện nhưng trong lòng lưu toàn lại hoàn toàn nghĩ khác lưu toàn biết rằng một người cung nữ có tình ý đi lăng nhăng với người khác thì đó là việc lớn nhất trong cung cấm và không thể nào che giấu được vì thế ngay hôm đó lưu toản đã báo cho hoàng hậu biết hoàng hậu nghe xong sững người hỏi những ai biết việc đó lưu toản nói ba tên thái giám hoàng hậu bảo gọi ba tên đó tới đây chỉ một lát sau ba tên thái giám đã có mặt hoàng hậu cho tất cả cung nữ ra khỏi phòng rồi hỏi thế nào sự việc ra sao các anh nói cho rõ ràng ba tên thái giám liền mỗi người nói một câu nói rằng sau khi đã đưa xuân san vào trong đại điện đọc kinh thì một tên thái giám chợt nghe thấy trong đại điện có những tiếng động mới ghé mắt qua khe cửa nhìn vào thì chẳng còn thấy xuân san đâu nữa sau đó bèn mở cửa đại điện tìm thấy dưới gầm án thờ có một cái hầm liền xuống hầm xem thì bắt đi xuân san cùng một nhà sư tên là bái nguyệt đang nằm cùng một chỗ cả ba tên nói lại rõ ràng minh bạc từ đầu tới cuối hoàng hậu nghe xong hai hàm nghiến chặt đến vờ cả những chiếc răng trắng nói, con Xuân San này đã phụ lại lòng tín nhiệm của ta với nó, thật là quá to gan, lớn mật. Nhưng Hoàng hậu lại chẳng có chủ ý gì. Hay là hỏi Hoàng thượng, Lưu Toàn đáp, sau khi thoái chiều, Hoàng thượng đã đi chơi vườn viên minh rồi. Hoàng hậu lại càng chẳng biết tính sao, nên tạm cho ba tên thái giám lui ra, và cấm không được đem chuyện này nói với ai, nếu không thì sẽ rụng đầu. Ba tên thái giám lui ra. Lưu Toàn nói với Hoàng hậu tốt nhất là ngay trong đêm nay cho truyền gọi hòa thân vào cung. Hoàng hậu nghe xong, vội nói, đúng, truyền gọi hòa thân vào cung, hòa thân vẫn đợi ở nhà, vừa nghe nói nội cung truyền liền vào cung ngay trong đêm. Tại sao Hoàng hậu lại cho gọi hòa thân? Bởi vì hòa thân còn kiêm chức nội vụ phủ đại thần, tức là đại quản gia của Hoàng thượng, nên làm sao mà không truyền gọi hòa thân được? Hoàng hậu, hòa thân cùng Lưu Toàn cùng ngồi vào bàn bạc hoàng hậu sợ hoàng thượng của trách, bởi bà dễ dãi cho cung nữ xuất cung. Hòa thân vơ ngay lấy việc vào người, bảo rằng để ngày mai mình sẽ tâu với hoàng thượng. Ba người bàn bạc việc này một lúc lâu nữa, rồi mới ra về. Hôm sau, sau buổi trầu sáng, trong lúc vua Càn Long an định cho bãi chồng, Thái giám bèn nói với vua Càn ông, hòa đại nhân có việc mật cần bẩm tấu, vua Càn Long đợi cho các đại thần lui hết, rồi hỏi, hòa ái khanh, việc gì vậy? Hỏa thân đáp bẩm tấu đúc vạn tuế, có việc mật, không hay trong cung. Cản Long nghe thấy việc trong nhà, liền nói, đợi ở thư phòng phía nam, sau nửa canh giờ, vua Cản Long đi vào nam thư lòng, thấy hỏa thân cùng Lưu Toàn đang quỳ mọp trên mặt đất, bèn ngồi xuống cạnh bàn sách, hỏi, có việc gì vậy? Hỏa thân và Lưu Toàn bèn đem chuyện cung nữ Xuân San có chuyện gian tình với một nhà sư ở chùa Linh Giới nói lại một lượt. Vua Cản Long không nghe thì thôi, nhưng nghe rồi thì ba máu, sáu cơn, giận dữ, bừng bùng quát, san phẳng cái chùa dâm ô đó đi cho chấm, còn Xuân San và Bái Nguyệt lập tức đánh chết bằng gậy. Trong khi Hoàng thượng đang trong cơn đại nổ, Lưu Toàn bèn nhẹ nhàng, khe khẽ cẩn thận nhắc tới tên của ba tên thái giám đi bắt kẻ gian tà, rồi nói, tuy rằng chúng đi bắt bọn gian tà, nhưng chúng lại nhìn thấy cung nữ khỏa thân, và để nguyên như thế bắt bỏ vào hòm. Cản Long cướp lời, chém, Lưu Toàn an tâm, và nghĩ rằng thế là đã diệt được nhân chứng. Cản Long trợn mắt hỏi Hòa Thân, Hòa Thân, người đã biết tội chưa? Hòa Thân tập nô tài đáng chết, Cản Long nói, nhà người mang danh là nội vụ phủ đại thần, nay để xảy ra chuyện như thế, nhà ngươi còn nói gì nữa đây? Hòa Thân nghĩ bụng, tôi làm nội vụ phủ đại thần, nhưng đâu có được quản cung nữa. Nhưng biết trả lời ra sao đây? Nên chỉ biết nói, nô tài có tội. Cản Long nghe xong quát lớn, viết chỉ đi, cách chức nội vụ phủ đại thần của Hòa Thân, đình chỉ bổng lộc nửa năm. Nói xong như thế, Cản Long mới bớt được ít nhiều cơn giận dữ. Lưu Toàn thấy thời cơ đã đến, liền nói, Tuyết Hương và Chu Liên là hai cung nữ đi cùng, nhưng họ hoàn toàn trong sạch vô tội, xong từ nay về sau không còn thấy xuân san nữa, sợ họ lắm lời, đưa chuyện. Cản Long cũng chẳng thèm nghĩ ngợi gì thêm, nói, đuổi ra khỏi cung cấm, Lưu Toàn trong lòng vui như mở cờ, nghĩ bụng, câu nói này của vua Càn Long, đúng là đáng giá hai triệu lạng bạc đây. Vua Càn Long thấy đã hết việc, bèn vỗ xuống bản sách, rồi quay người đi ra. Lưu Toàn và Hòa Thân nhìn nhau, và cùng mỉm cười gian rào. Lưu Toàn sau khi lĩnh chỉ, liền sai đội hành hình của Thái Giám, lần lượt đưa ba tên Thái Giám, đã đi bắt xe gian dâm, ra sau chuồng ngựa chém hết. Sau đó, lại xem người tới kho cỏ của chuồng ngựa, bới cỏ, lôi xuân san vẫn bị trói gô cổ giật cánh khuỷu từ trong đó ra thường thay công nữ xuân san vẫn nguyên thân thể trần chuồng lưu toàn bèn vứt cho một chiếc chăn ngựa rách rồi heo gậy quật xuống như mưa xuân san đã bị nhét rẻ vào miệng nên đã chết bất đắc kỳ tử không kêu đi một tiếng nào sau đó lại lôi bái nguyệt ra thân thể bái nguyệt cũng vẫn trần chuồng như cũ lúc đầu y vẫn tưởng là sẽ hỏi cung nhưng sao thấy xung quanh với đầy máu liền hiểu ra tất cả nhưng khi hiểu biết ra được đã là quá muộn rồi miệng bị nhét chặt và chỉ trong chốc lát bái nguyệt đã bị đánh chết tươi lại nói về tuyết hương và chu liên kể từ khi ở chùa về trong lòng đâm buồn chán hỏi nhau sao chẳng thấy chị xuân san đâu nhưng cũng không dám hỏi cả đêm im ắng sáng hôm sau trở dậy đã thấy ngay hình như trong cung có điều gì ngờ ngợ khác lạ cứ như sắp có đại họa giáng xuống đầu vậy ăn cơm chưa xong liền đi ngủ chưa ngay ngủ dậy, trời cũng đã xế chiều rồi. Hai người bèn ngồi trong phòng đánh cờ xong lục, đột nhiên, bên ngoài cửa chợt có tiếng chân bước tới, mở cửa sổ ra nhìn, thấy Lưu Toàn và cả một đoàn thái giám đang đứng ở giữa sân, nhìn thấy hai người, họ hô to, "Tuyết Hương, Chu Liên Lĩnh chỉ." Hai người hoảng hốt vội chạy ngay ra cửa, quỳ ngay xuống trước sân. Lưu Toàn bèn vòng tay nói, "Đuổi ra khỏi cung cấm ngay lúc đó." Tuyết Hương và Chu Liên cũng không biết được mình đã có những sai sót gì, liền ôm lấy nhau nà khóc. Lưu Toàn giận dữ, độc địa nói, còn khóc nữa, tính mệnh khó bảo toàn đấy. Thực tình hai người chỉ cảm thấy hôm nay mọi cái thế là hỏng hết rồi, nên không dám khóc nữa. Ngay lập tức, mọi thứ quần áo, trang sức đều bị lột bỏ hết lại. Thái giám đưa vào hai bộ quần áo đàn bà thường dân, đổi lấy mọi thứ. Hai người nước mắt giàn rủa, bước lên một chiếc kiệu nhỏ rồi bọn thái giám khinh ra khỏi cửa phần vũ, liền vén rèm đuổi xuống. Hai cô con gái đứng giữa đường phố, trong lòng chát chua, cay đắng không biết nhường nào, nhưng lại sợ bọn trong cung sinh thêm chuyện đa đoan, nên vội vã đi một đoạn đường theo hướng Tây, rồi mới thở phào nhẹ nhõm được. Họ nghĩ, bây giờ biết đi về đâu đây? Về nhà thì nhà xa xôi tận Giang Nam, làm sao mà có thể lần mò về tới nơi cho được? Nghĩ quẩn nghĩ quanh, ngay đến tiền bữa ăn tối còn không có, thế là hai cô bắt đầu khóc ròng. Giữa lúc đó có một chiếc kiệu đi tới, người lĩnh đội đó là ai vậy? Chính là Phúc Sinh, hắn sớm đã đến đợi chờ Tuyết Hương và Chu Liên ở đây rồi. Chỉ đợi đến lúc họ khóc lóc ở đây hắn mới sai đưa kiệu tới. Phúc Sinh đi tới nói, "Lên kiệu ngay." Hai cô gái hốt hoảng, đâu dám bước lên. Phúc Sinh lại nói, "Đây là kế sách." Hai cô con gái như rơi vào trong đám mây mù và Phúc Sinh đã tống luôn hai cô vào kiệu, vung tay một cái, chiếc kiệu chạy như bay về hòa phù. Ngay trong đêm hôm đó, hòa thân đã hưởng thụ luôn cả hai cô cung nữ, một cách vô cùng khoái trá. Chính là lòng dạ hòa thân thực bất lương, đều cáng, gian tà, lộn kỷ cương, quyết chẳng buông tha nàng cung nữ, thế gian nguyền rũa lại khinh nhờn.